Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 62. Nội tâm Tiêu Phàm thập phần không bình tĩnh được, vạn thánh dược điển nếu quả thật có hơn vạn dược thánh vậy sở gia này thật có chút khủng bố. Phải biết, dám xưng là dược thánh, đây phải là cửu phẩm luyện dược sư. Hắn nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm không trung, chỉ thấy hư ảnh bạch ngọc trong cung điện càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, đâu chỉ là vạn. Không sai biệt lắm 10 cái hô hấp, toàn bộ bạch ngọc lâu các sốt cục in vào trong tầm mắt Tiêu Phàm, cỗ khí thế bàng bạc biến mất không thấy gì nữa. Nó liền lẳng lặng lơ lửng tựa như có thể đụng tay đến nhưng lại dường như tại một vùng không gian khác. Hư ảnh những hình người kia lại chậm rãi ngưng tụ, bọn hắn có nam có nữ, có lão nhân có trẻ tuổi, bất quá đều mặc trường bào màu trắng, nhìn qua vô cùng thánh khiết. Bái kiến chư thánh, mời chư thánh chúc phúc. Thanh âm Sở Thanh Nguyên vang lên lần nữa, thân thể cong thành 90 độ, thở dài thật sâu. Bái kiến chư thánh, mời chư thánh chúc phúc, tu sĩ cổ thành Sở gia đồng thời bái nói. Thực sự là dược thánh, trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, trước đó đọc đến ký ức Sở Vân Bắc, hắn không có đặc biệt truy đến cùng sự tình liên cửa tới vạn thánh dược điển. Bây giờ nhìn đến, vạn thánh dược điển không chỉ đơn giản như vậy. Hơn vạn dược thánh cho dù là tàn niệm cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Không đợi Tiêu Phàm chấn kinh, phía trên không trung đột nhiên rũ xuống từng sợi bạch sắc quang mang, xa xa nhìn lại tựa như lông vũ bạch sắc, lại như phi tuyết. Bạch sắc quang mang chậm rãi bay xuống rơi vào mi tâm tu sĩ ở đây. Tất cả người cổ thành Sở gia đều lộ ra ánh mắt chờ mong, nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm không trung, hy vọng bạch sắc quang mang rơi trên người bọn hắn. Tiêu Phàm chậm rãi duỗi tay, muốn đi chạm đến bạch sắc quang mang kia, nhưng mà quang mang trực tiếp xuyên thấu bàn tay hắn, tựa như căn bản không tồn tại. Cái này là thứ gì, làm sao kỳ lạ như vậy? Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, hắn nắm giữ tu la truyền thừa, trên đời này có rất ít đồ vật hắn hoàn toàn không hiểu. Vừa dứt lời, có một đạo bạch sắc quang mang rơi vào mi tâm hắn, dung nhập bên trong thân thể hắn, tựa như một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm cảm giác đầu óc bản thân trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều, hơi hơi ngoài ý muốn nói, rất hay. Sau một lát, bạch sắc quang mang đầy trời đều biến mất hết không thấy đâu nữa, tất cả đều dung nhập vào bên trong mi tâm tu sĩ ở đây. Tiêu Phàm phát hiện có thật nhiều người được hai đạo bạch sắc quang mang trở lên, hơn nữa dung nhập bạch sắc quang mang càng nhiều, toàn thân người kia phát ra quang mang cũng càng sáng chói. Ta vậy mà được 4 đạo phúc quang. Ha ha, cảm tạ dược thánh. Ta được 3 đạo, cũng coi là không lời không lỗ. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, mặc dù ta chỉ được 1 đạo phúc quang nhưng ta tự tin dựa vào bản thân cố gắng có thể được kết quả không tồi. Các ngươi đoán xem, người được phúc quang nhiều nhất là ai? Còn phải nghĩ sao, nhất định là Sở Vân Phi Sở Đại Thiếu rồi, ta nghe nói hắn vô cùng có khả năng đã trở thành cửu phẩm luyện dược sư. Ta xem chưa hẳn. Các ngươi nhìn, quang mang trên người nữ tử kia có vẻ như so với quang mang trên thân Sở Đại Thiếu cường thịnh hơn không ít. Đám người ngươi một lời ta một câu, có người hưng phấn, có người kích động, cũng có người không biết vì sao, cuối cùng phần lớn ánh mắt người rơi vào trên người Sở Vân Phi, còn một người lại là Sở Linh Nhi. Giờ phút này Sở Linh Nhi mặc một váy lụa lục sắc, toàn thân xen lẫn bạch sắc quang mang, nhất định chính là một tiểu tinh linh. Sở Vân Phi hơi hơi nhíu mày. Thần sắc có chút khó chịu, hắn thấy, hắn hẳn là người được chúc phúc nhiều nhất, Sở Linh Nhi được phúc quang hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu. Bất quá khi ánh mắt hắn chuyển hướng tới Tiêu Phàm, nhìn thấy trên thân Tiêu Phàm nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, khóe miệng Sở Vân Phi lại là hiện ra một tia khinh thường. Kỳ thật không chỉ có hắn, ngoài ra còn không ít người cười lạnh, đó chính là tu sĩ bát vực khác, tối hôm qua bọn hắn bị Tiêu Phàm hung hăng dọa dẫm một đống hồn thạch. Nguyên bản bọn hắn tưởng là thực lực Tiêu Phàm rất đáng sợ, thiên phú luyện dược hẳn cũng sẽ không kém đi nơi nào, nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà vẻn vẹn được một đạo phúc quang. Một đạo phúc quang đại biểu cái gì, bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như Tiêu Phàm chỉ có dạng thực lực này, đoán chừng xông qua vòng thứ nhất cũng rất khó. Một đạo phúc quang, không phải chứ? Sở Vân Bắc nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Hắn biết Tiêu Phàm luyện chế một khỏa bát phẩm đan dược trung cấp vẻn vẹn tốn hao thời gian nửa chén trà nhỏ. Lấy thiên phú Tiêu Phàm, chí ít cũng sẽ được 5 đạo phúc quang trở lên chứ.
Dù sao luyện dược sư tham gia vạn thánh dược điển không sai biệt lắm chỉ có chừng 3.000 người, mà dược thánh bên trong vạn thánh dược các lại nhiều đến hơn vạn, bình quân mỗi người đều có 3 đạo phúc quang trở lên. Cũng khó trách Tiêu Phàm bị người khinh bỉ, hắn vẻn vẹn được một đạo phúc quang, căn bản không được họ xem trọng, nếu như dược thánh xem trọng, tự nhiên sẽ đem phúc quang ban cho hắn. Kiếm Hồng Trần, ta xem ngươi còn không phải không ở nơi này mất mặt xấu hổ, một đạo phúc quang, nếu là ta, đoán chừng đều không có ý tiến vào vạn thánh dược các. Lúc này, Sở Vân Phi rốt cục nhịn không được đả kích Tiêu Phàm một cái, thanh âm không lớn không nhỏ. Như thế sao? Thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình thản, nói ra, trong mắt của ta, chỉ là một ít người mù mà thôi. Thanh âm Tiêu Phàm không lớn nhưng vang vọng bốn phía, rất nhiều người đều nghe nhất thanh nhị sở, tất cả đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, người cổ thành Sở gia càng lộ ra vẻ phẫn nộ. Tu sĩ Nam Vực cũng vội vàng cùng Tiêu Phàm phân rõ giới hạn, gia hỏa này cũng dám nói ra loại lời này, đây quả thực là tự tìm cái chết. Phía trên vạn thánh dược các, vô số bạch sắc hư ảnh trợn mắt nhìn, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập vẻ không thích. Làm càn, Sở Vân Phi nghe vậy, lập tức nổi giận nói, bất quá khi hắn nhìn thấy phản ứng vạn thánh hư ảnh trên bầu trời, khóe miệng Sở Vân Phi lại nổi lên một nụ cười. Trong lòng lại bổ sung một câu, vậy mà dám nhục mạ vạn thánh, Kiếm Hồng Trần, ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể thông qua vòng thứ nhất hay không. Đừng giả vờ giả vịt, ngươi muốn động thủ thì ta tiếp ngươi. Nếu không ngươi cũng đừng ở nơi này sủa. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh liếc Sở Vân Phi một cái. Hắn đường đường là Tu La Điện chủ, cửu phẩm luyện dược sư, vậy mà chỉ có một người để mắt, ban cho hắn một đạo phúc quang, hắn thấy, đây không phải mắt mù thì là cái gì chứ? Tiêu Phàm cũng không phải là cố ý nhục mạ chư thánh vạn thánh dược các, hắn chỉ là nói một sự thật mà thôi, không có chỉ mặt gọi tên nhục mạ, Tiêu Phàm đã tính là khách khí rồi. Yên lặng, Sở Thanh Nguyên lạnh lùng quét vị trí Tiêu Phàm bọn hắn một cái, cũng không bởi vì Tiêu Phàm nhục mạ chư thánh mà trừng phạt hắn, hắn rất rõ ràng, không cần hắn phạt, chư thánh cũng sẽ không bỏ qua. Toàn bộ vạn thánh dược điển chỉ có người chủ trì mà không có giám khảo cùng ban giám khảo, bởi vì chư thánh vạn thánh dược các chính là giám khảo cùng ban giám khảo. Người chưa được chúc phúc, lập tức rời khỏi quảng trường. Sở Thanh Nguyên quát khẽ nói. Sau một khắc thì có 200-300 người hướng về ngoài sân rộng bay đi, còn chưa bắt đầu tham gia vạn thánh dược điển liền đã có 200-300 người bị đào thải. Sở Thanh Nguyên nhìn một đám tu sĩ sau lưng một chút, lại nói, hiện tại lão hủ tuyên bố quy tắc vòng thứ nhất vạn thánh dược điển. Vòng thứ nhất áp dụng thông qua hình thức so đấu kiến thức căn bản luyện dược, có phân biệt dược tài, có hoàn thiện đan phương, cũng có phương pháp giải độc. Quá trình tranh tài do chư thánh giám sát. Thông qua mỗi một cửa liền có thể được một điểm tích lũy, người không thể giải đáp sẽ tiêu hao một đạo phúc quang tiến vào cửa ải tiếp theo, phúc quang hao hết thì bị đào thải, cuối cùng lấy 100 người đứng đầu tiến vào vòng thứ hai. Nói cách khác, thông qua càng nhiều, điểm tích lũy càng cao. Đặc biệt cần nói rõ một điểm, điểm tích lũy có thể đưa vào vòng thứ hai tranh tài, hiểu chưa? Sở Thanh Nguyên ngừng lại, trầm tiếng nói. Nghe thấy Sở Thanh Nguyên tuyên đọc quy củ vòng thứ nhất. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn rốt cục biết rõ những người này tại sao trào phúng mình. Cùng những người được mấy đạo phúc quang so sánh, Tiêu Phàm hắn nhất định chính là yếu nhất. Phải biết, phúc quang có thể tùy ý thông qua, phúc quang càng nhiều, thẻ thông qua tự nhiên cũng càng nhiều, cuối cùng điểm tích lũy sẽ càng cao. Mà Tiêu Phàm chỉ lấy được một đạo phúc quang, một khi tiêu hao hết một đạo phúc quang, hắn liền trực tiếp bị đào thải. Trái lại những kẻ được 3-4 đạo phúc quang, bọn hắn coi như vận khí kém đi nữa cũng có thể xông qua 3-4 cửa ải, mà Sở Vân Phi được hơn 10 đạo phúc quang cơ hồ đã vào vòng thứ hai. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn hư ảnh chư thánh trên không trung, trong lòng thập phần khó chịu, bản thân đường đường là cửu phẩm luyện dược sư vậy mà chỉ ban cho một đạo phúc quang, bọn hắn không phải mù thì là cái gì. Hơn nữa vạn thánh dược điển cùng Tiêu Phàm tưởng tượng cũng kém quá nhiều. Vòng thứ nhất còn chưa bắt đầu liền đào thải 200-300 người, đây tính toán là cái gì? Chỉ dựa vào nhãn lực chẳng lẽ liền có thể cho rằng bọn hắn không được sao? Đây quả thực là nói bậy, không có so đấu sao biết ai có trình độ cao hơn. Có thời điểm cũng không phải là ai thực lực mạnh, ai luyện dược cường đại hơn, có chút tu sĩ cấp thấp luyện dược bay xa hơn tu sĩ cao giai, người như vậy chỗ nào cũng có.
Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng coi như may mắn, chỉ ít có một người nhìn hắn thuận mắt, cho hắn một đạo phúc quang, làm hắn không đến mức ngay từ đầu liền bị đào thải. Nếu không có vấn đề vậy thì bắt đầu đi, Vạn Thánh Dược Các mở. Sở Thanh Nguyên nhìn thấy không ai trả lời, đột nhiên hét to một tiếng. Bỗng nhiên, cửa lầu các tầng ba đột nhiên bắt đầu chậm rãi mở ra, một đạo quang môn to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người, bên trong quang môn bắn ra bạch sắc quang mang, bao phủ tu sĩ trên quảng trường nắm giữ phúc quang. Một cỗ lực lượng bàng bạc tác dụng trên người mấy người, sau đó nâng đám người lên, hướng về quang môn kia bay đi. Trong quá trình đang phi xạ, thân hình đám người tựa như nhanh chóng thu nhỏ, vẻn vẹn một hô hấp thời gian, tất cả mọi người liền biến mất ở bên trong quang môn. Mà quang môn cũng không đóng lại, chỉ là mọi người căn bản không nhìn thấy tất cả bên trong. Lúc này, Vạn Thánh Dược Các khôi phục bình tĩnh, lơ lửng ở trên không, tu sĩ vây xem lẳng lặng đứng ở đó, chờ đợi kết quả vòng đấu thứ nhất. Lại nói Tiêu Phàm bị một cỗ đại lực hút vào bên trong Vạn Thánh Dược Các, lúc đó hắn cảm giác thời không vặn vẹo, đầu kém chút nổ tung. Khi hắn lấy lại tinh thần, lại xuất hiện ở trong không gian một mảnh tối tăm mờ mịt, nơi đó có một đạo thân ảnh áo trắng chính phẫn nộ nhìn hắn. Tiêu Phàm liếc nhìn tứ phương, phát hiện không gian không lớn, cũng vuông vắn không đến hai trượng, trừ hắn và thân ảnh áo trắng cũng không còn gì khác. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm cau mày một cái, lúc này mới thu liễm tâm thần, cẩn thận đánh giá thân ảnh áo trắng. Người này tướng mạo thập phần phổ thông, không sai biệt lắm cũng liền 30 tuổi, bất quá Tiêu Phàm không khinh thường hắn, người có thể trở thành dược thánh làm sao có thể kém. Một chút lễ phép đều không có. Đột nhiên, thân ảnh áo trắng mở miệng nói, thanh âm thập phần băng lãnh. Hề, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn thân ảnh áo trắng, hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại có thể mở miệng nói chuyện, bất quá hắn cũng coi là người gặp quá nhiều việc đời, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Thân ảnh áo trắng hẳn là tương đương với một dạng tàn niệm tồn tại, tinh khí thần không có tán đi, bọn hắn vẫn còn có ý thức riêng biệt của bản thân. Ngươi lại không đem phúc quang cho ta, ta vì sao phải lễ phép với ngươi? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, thần sắc thập phần bình tĩnh. Chỉ có khi bản thân người nhà nhận uy hiếp, hắn mới khó khống chế tâm tình mình, đối mặt địch nhân, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không sợ hãi. Hừ, đã như vậy, vậy ngươi đừng nghĩ qua một cửa của ta. Thân ảnh áo trắng hừ lạnh một tiếng, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta sẽ không nói lần thứ hai. Tiêu Phàm cau mày một cái, chẳng lẽ kẻ này là ra đề mục hay sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng nín thở ngưng thần, sợ bỏ lỡ cái gì, phải biết hắn chỉ có một đạo phúc quang, nếu như thất bại, vậy liền trực tiếp bị loại. Nói một chút ngoại hình cụ thể, đặc tính, còn có tác dụng của tử huyết linh chi. Hạn thời gian cho ngươi nói ra là 100 giây, bằng không bị đào thải. Thân ảnh áo trắng cười lạnh nhìn Tiêu Phàm nói ra. Mẹ, thật đúng là để mắt ta, ải thứ nhất chính là bát phẩm linh dược, hơn nữa còn là linh dược mịt mờ như thế. Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng không thôi, dược thánh này nhìn tới là muốn ra oai phủ đầu, dù sao Tiêu Phàm trước đó là mắng bọn hắn. Tử huyết linh chi, thuộc về bát phẩm linh dược, toàn thân hiện lên tử sắc. Cành lá rách chảy ra màu huyết sắc, nên tên là tử huyết linh chi. Toàn bộ gốc chừng 3 tấc, dài 101 tấc, ngoại hình hiện lên dạng xòe ô, chỉnh thể nhìn qua là gần như hình tròn. Tử huyết linh chi có tác dụng chủ yếu là dùng để bổ sung tinh huyết, luyện đan bình thường là chủ dược, nhưng bên trong đan dược bổ sung huyết khí cũng có thể sung làm phụ dược. Tiêu Phàm không hoảng hốt, đem ngoại hình, đặc tính cùng công dụng của bát phẩm linh dược tử huyết linh chi giảng thuật thập phần rõ ràng một lần. Nghe thấy Tiêu Phàm giảng thuật, thân ảnh áo trắng trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Phàm, bởi vì cho dù là hắn cũng không thể giảng thuật rõ ràng như thế. Nguyên bản hắn coi là vấn đề này là có thể đem Tiêu Phàm làm khó, tiêu hao hết một đạo phúc quang của Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm lại biểu hiện quá vượt quá hắn dự liệu. Ta kể xong, tốn 95 giây. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Nghe được câu này, trên mặt thân ảnh áo trắng lộ ra vẻ phẫn nộ, hắn chỗ nào không biết đây là phản kích hắn, ngươi không phải muốn làm khó ta sao, đáng tiếc ngươi vô dụng, cuối cùng thừa ra 5 giây xem như ta tặng cho ngươi. Ngươi trẻ tuổi, phải biết đạo lý cây cao chịu gió lớn. Âm thanh áo trắng hư ảnh lạnh lùng nói. Nhưng mà hiện tại ngươi chết, ta còn sống,
không phải sao? Sắc mặt Tiêu Phàm vẫn như cũ, thập phần bình thản nói. Nghe nói như thế, thân ảnh áo trắng kém chút phun ra mấy ngụm lão huyết, đáng tiếc hắn chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi, bất quá hắn lại không biết phản bác lời nói Tiêu Phàm như thế nào. Ta cuồng vọng thì như thế nào, phách lối thì như thế nào, ta bây giờ còn sống, mà ngươi đã chết không biết bao nhiêu năm, ngươi còn có tư cách gì giáo huấn ta đây? Ngươi đường đường là dược thánh mà một chút lòng dạ đều không có, còn cố ý làm khó dễ ta, ta cần gì phải cho ngươi mặt mũi? Đây là ý tứ Tiêu Phàm, thân ảnh áo trắng tự nhiên cũng minh bạch, hồi lâu thân ảnh áo trắng mới nói một câu, một cửa này, ngươi thông qua. Vừa dứt lời, không gian tối tăm mờ mịt đột nhiên lăng không xuất hiện một điểm sáng cấp tốc phóng đại, sau đó biến thành một đạo quang môn. Đã sớm là dạng này. Tiêu Phàm nhìn quang môn một cái, cũng không quay đầu lại, hướng về quang môn đi đến, khi đi đến vị trí quang môn, hắn vừa quay đầu nhìn về phía thân ảnh áo trắng. Nói thật, cái vấn đề này ngươi thật đúng là không được tốt lắm. Để lại một câu nói, thân hình Tiêu Phàm lóe lên, liền bước vào bên trong quang môn, thân ảnh áo trắng nghe vậy hơi hơi rung động một cái, nâng ngón tay phẫn nộ chỉ vị trí quang môn. Quá phách lối, quá phách lối. Thân ảnh áo trắng phẫn nộ nói, khi còn sống cho tới bây giờ không có người chọc tức hắn như thế, sau khi chết cũng không người đối với hắn như vậy, lần này còn là lần thứ nhất, cũng khó trách hắn tức giận như thế, dù hắn chỉ là một sợi tàn niệm. Dám làm khó dễ ta, một người chết mà thôi. Tiêu Phàm không tức giận, đường đường là tàn niệm dược thánh mà kém chút bị hắn thổ huyết, trong lòng hắn vô cùng sảng khoái, Tiêu Phàm làm người sống tức giận không ít, lại càng không cần phải nói người chết. Huống chi, hắn bây giờ dù sao cũng là cửu phẩm luyện dược sư, cũng gọi là dược thánh, lại dựa vào cái gì bị một quái khí luyện dược sư khinh thường đây. Người kính ta ba thước, ta kính người một trượng, đây là đạo lý Tiêu Phàm đối nhân xử thế. Lúc này, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, ánh mắt hắn nhìn về phía cách đó không xa, tiến vào tầm mắt hắn lại là một bạch y lão đầu chừng 70 tuổi. Là ngươi, bạch y lão đầu nhìn thấy Tiêu Phàm, trong nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Tiền bối biết vãn bối, thực sự là phúc khí vãn bối a. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn bạch y lão đầu, chẳng lẽ mình đã nổi danh như thế, liền người bên trong vạn thánh dược các đều biết rõ tên của ta. Nhưng mà, tiếp theo bạch y lão đầu nói một câu, kém chút làm Tiêu Phàm phun ra một ngụm lão huyết. Vừa nãy là ngươi, nhóc con miệng còn hôi sữa dám nhục mạ dược thánh chúng ta. Bạch y lão đầu lên cơn giận dữ, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông lên diệt Tiêu Phàm. Khụ khụ, Tiêu Phàm vội ho một tiếng, sắc mặt hơi đỏ lên, trong lòng thầm mắng nói, đám dược thánh này ý chí làm sao đều nhỏ mọn như vậy đây, ta chẳng phải nói một câu à, cần phải như vậy hay sao? Ải thứ nhất vậy mà để ngươi thông qua, ta nhớ kỹ ngươi chỉ có một đạo phúc quang, nhìn đến ngươi là tiêu hao hết đạo phúc quang kia. Bạch y lão đầu loát loát chòm râu bạc phơ, một mặt trí tuệ vững vàng. Tiền bối ngươi cái này cũng biết rõ. Ai, ta vận khí quá kém, tiền bối phía trước kia ra đề mục rất khó khăn, một thất phẩm luyện dược sư đều hiểu vấn đề mà ta vậy mà không giải đáp được. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có thừa tiến vào vạn thánh dược các, vì đề phòng những người khác gian lận, tất cả phúc quang trên người mọi người đều ẩn giấu, những dược thánh này cũng nhìn không thấy. A, ánh mắt bạch y lão đầu sáng lên, hắng giọng nói, đã như vậy, vậy ta cũng không khi dễ ngươi, liền cho ngươi một đề tài liên quan tới bát phẩm dược tài a. Bát phẩm dược tài, Tiêu Phàm lộ kinh sợ, nhưng trong lòng đem lão đầu này mắng 100 lần. Quả nhiên đều là tiểu nhân, biết rõ ta ngay cả vấn đề thất phẩm luyện dược sư đều không trả lời được, vậy mà đề mục lại là bát phẩm dược tài. Nhìn thấy thần sắc Tiêu Phàm, bạch y lão đầu càng cao hứng hơn, hắn muốn Tiêu Phàm không thể đi qua, ai kêu tiểu tử này không biết trời cao đất rộng làm chi. Liền chư thánh cũng dám mắng, họ làm sao để cho hắn vượt qua đây. Tự thuật đơn giản linh dược bát phẩm, hoàn cảnh sinh trưởng cùng ngoại hình đặc thù của tinh thần lam. Mặt khác chỉ ít nói ra hai đan phương có quan hệ cùng tinh thần lam. Bạch y lão đầu cười tủm tỉm nói. Nghe nói như thế, sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, thiếu chút nữa thì nói tục, vấn đề phía trước rất đơn giản, nhưng vấn đề đằng sau kia không phải người bình thường có thể nói ra. Hai đan phương bao hàm tinh thần lam,
cái này ý tứ Bạch Y lão đầu khẳng định còn muốn hắn đem đan dược bên trong đan phương nói ra, mặt khác, còn được nói ra phân lượng mỗi một loại dược tài. Đương nhiên, những cái này đều không phải quan trọng nhất là hai cái đan phương khẳng định chỉ có thể là đan phương bình thường nhất, bằng không mà nói, Bạch Y lão đầu không biết, tùy thời có thể phán định hắn thất bại. Bà nội nó, những người này rõ ràng là tranh tài, lại giống như đấu trí, vấn đề này đâu phải một bát phẩm luyện dược sư có thể biết, dù là cửu phẩm luyện dược sư cũng chưa chắc có thể nói ra. Trong lòng Tiêu Phàm giận mắng không thôi. Cũng may, Tu La truyền thừa chính là một bộ bách khoa toàn thư vạn năng. Trong lòng Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Sau đó hắn đem ghi chép về đồ vật có liên cửa tới tinh thần lam bên trong Tu La truyền thừa nói đơn giản một lần. Thời gian không nhiều, bởi vì Bạch Y lão đầu muốn hắn tóm tắt một cái, nói quá phức tạp đoán chừng sẽ tìm một cái cớ làm hắn bị loại. Tiêu Phàm hiện tại xem như minh bạch, đám người chết này là cố ý muốn chỉnh hắn, trong lòng hắn có chút hối hận, sớm biết rõ bản thân trước đó không nên mắng bọn hắn mù, mà hẳn là chờ vạn thánh dược điển xong rồi mắng. Bất quá việc đã đến nước này Tiêu Phàm cũng không thể làm gì, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ngươi làm sao biết rõ như thế? Bạch Y lão đầu trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trên mặt đều là thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Thật ngại quá, mới sinh ra đã biết rồi. Tiêu Phàm thập phần nghiêm túc nói, có chút ngạo mạn nâng đầu. Người nắm giữ Tu La truyền thừa không phải liền là thiên sinh liền biết à, điểm này Tiêu Phàm ngược lại là không có nói dối. Ngươi lại trêu chọc ta, Bạch Y lão đầu chỗ nào không minh bạch, Tiêu Phàm trước đó là cố ý đùa nghịch hắn, năng lực Tiêu Phàm đã vượt ngoài ý muốn hắn. Đùa nghịch ngươi, là các ngươi đang đùa ta, lúc này mới là cửa thứ hai mà ngươi liền hỏi một cái vấn đề chỉ cửu phẩm luyện dược sư mới có thể biết rõ, ngươi xác định vạn thánh dược điển công bằng sao. Các ngươi một đám lão bất tử thực coi là bản thân nghiêu bức giường nào, nếu không phải là lão tử cảm thấy vạn thánh dược điển còn có chút ý tứ. Ngươi cảm thấy ta tham gia sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hắn đã tự tin thông qua cửa thứ hai, tự nhiên không cần thiết cho lão đầu sắc mặt. Bạch Y lão đầu bị Tiêu Phàm nói mặt đỏ tới mang tai, quả thực là một câu phản bác đều không có, bởi vì Tiêu Phàm chiếm cứ lấy một chữ lý. Nhanh lên một chút, ta vẫn chờ cửa ải tiếp theo đây, nếu ta không bị loại thì liền đưa ta tới. Tiêu Phàm đạm mạc nói. Cửa thứ hai, thông qua. Bạch Y lão đầu khẽ cắn môi nói ra một câu. Sau đó mở quang môn ra, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại đi vào, Bạch Y lão đầu thở dài, có lẽ là chúng ta cùng nhau, đều kém hơn tâm tính một người trẻ tuổi. Tiêu Phàm không biết Bạch Y lão đầu đang suy nghĩ gì, hắn rất nhanh liền xuất hiện ở vị trí không gian cửa thứ ba, lần này xuất hiện là một phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên đồng dạng không cho Tiêu Phàm mặt mũi, vấn đề ra cũng thập phần xảo trá. Là 8 loại linh dược thập phần hiếm thấy, trong đó có mấy loại là bát phẩm linh dược, để Tiêu Phàm nói ra danh tự, công hiệu bọn chúng. Tiêu Phàm mặc dù từng cái giải đáp ra, nhưng trong lòng càng ngày càng khó chịu, đám người chết này là thực cố ý gây khó dễ cho hắn, đối với hắn làm đủ loại khó dễ. Sau đó cửa thứ tư, cửa thứ năm đều như thế, hỏa khí Tiêu Phàm cũng tới đỉnh, hắn không còn duy trì thái độ khiêm nhường, bởi vì hắn biết rõ. Dù là hắn hạ thấp tư thái, những người này cũng sẽ làm khó hắn. Đã như vậy, vì sao không ngẩng đầu ưỡn ngực giết? Loại uất khí này, những người khác có thể nhịn nhưng Tiêu Phàm hắn không chịu được, chậm rãi, Tiêu Phàm khôi phục tư thái bá đạo. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm đã thông qua 20 cửa, hắn nương tựa theo Tu La truyền thừa một đường qua cửa trảm tướng, đánh đâu thắng đó. Mỗi một vấn đề, Tiêu Phàm đều trả lời không chút tì vết nào. Làm những tàn niệm dược thánh này đến cơ hội diệt hắn đều không có. Bọn hắn những người này càng muốn làm khó Tiêu Phàm biểu hiện càng làm bọn hắn ngoài ý muốn, xông đến cửa 21 không có sử dụng phúc quang, việc này không phải người bình thường có thể làm được, hơn nữa Tiêu Phàm trả lời vấn đề so với những người khác còn gian hơn. Nhanh ra đề mục, đừng chậm trễ thời gian của ta. Tiêu Phàm xuất hiện ở cửa thứ 21. Không gian vị trí cửa 21 trong là một bà lão còng xuống, cũng không biết sống bao nhiêu tuế nguyệt. Người có thái độ gì, người trẻ tuổi chẳng lẽ không hiểu được khiêm tốn sao? Áo trắng bà lão lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, thập phần bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn khiêm tốn, nhưng các ngươi không cho ta cơ hội,
20 người phía trước đều là như thế giáo huấn ta, ngươi là người thứ 21. Ngươi, Tàn Niệm bà lão áo trắng kém chút bị Tiêu Phàm làm tức giận bạo tán ra. Vị trí quảng trường bên ngoài, ánh mắt đám người đã gắt gao nhìn chằm chằm Quang Môn Vạn Thánh Dược Các không trung, nơi đó thường có người bay ngược mà ra. Lúc này mới là một canh giờ vậy mà liền có 200 người bị loại, xem ra trình độ lần này cũng không được tốt lắm a. À. Kém thì kém, nhưng tốt chưa hẳn tốt hơn, bây giờ còn sớm, tham gia vòng thứ nhất khoảng 2.700 người, bây giờ còn 2.500 người, tấn cấp chỉ có 100 người. Cũng đúng, dù sao cuối cùng cũng chỉ có 100 người có thể tấn cấp vòng thứ hai, các người đoán hiện tại người xông qua nhanh nhất đã đến đâu rồi. Căn cứ vào từng đợt tranh tài trước, nhiều nhất thông qua 10 cửa đi, mỗi một canh giờ sẽ tuyên bố thành tích 3 hạng đầu, một canh giờ cũng sắp đến. Đám người nghị luận, bọn hắn thập phần chờ mong kết quả vòng thứ nhất. Đương, cũng đúng lúc này, một đạo trung minh tiếng vang vang lên rung động đến tâm can, tất cả đám người vây xem đều hướng về chân trời nhìn lại, chỉ thấy Sở Thanh Nguyên đột nhiên xuất hiện ở không trung. Đến, đám người lập tức nín thở ngưng thần, vểnh tai nghe lấy. Hiện tại tuyên bố thành tích 3 hạng đầu vòng thứ nhất. Sở Thanh Nguyên trên mặt tràn đầy ý cười, nói ra, hạng 3. Thông qua 13 cửa. Cái gì, hạng 3 liền thông qua 13 cửa? Đám người kêu lên sợ hãi. Cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc như thế, phải biết, thành tích tốt nhất giới trước cũng liền thông qua cửa thứ 10 mà thôi, không nghĩ tới lần này vừa mới bắt đầu đã có người phá vỡ ghi chép. Hơn nữa, không chỉ có một người đánh vỡ ghi chép, mà chỉ ít có 3 người, hạng 3 cũng đã thông qua 13 cửa. Vừa nãy bọn hắn còn cho rằng, trình độ chỉnh thể luyện dược sư lần này xa xa không bằng giới trước, hiện tại nhìn đến cũng không phải là đơn giản như vậy. Lúc này, đám người mới bình tĩnh xuống, lần nữa nhìn về phía Sở Thanh Nguyên, Sở Thanh Nguyên ngừng lại, tiếp tục nói, hạng 2, thông qua 15 cửa. Đám người nuốt nước miếng, lần này ngược lại không có quá nhiều kinh ngạc, hạng 3 đều thông qua 13 cửa, hạng 2 thông qua 15 cửa lại có cái gì kinh ngạc. Hạng nhất thì sao? Có người nhìn không được mở miệng hỏi, bọn hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ thành tích hạng nhất. Hạng nhất, lần này đến phiên Sở Thanh Nguyên nuốt nước miếng, khó nén chấn kinh trong lòng, hít sâu một cái nói, hạng nhất, 25 cửa. Ttt thanh âm hít một hơi lãnh khí vang lên, đám người chấn kinh tới cực điểm, trong miệng đủ để nhét trứng vịt. 25 cửa, đó là cái khái niệm gì, đây chính là thành tích tốt nhất giới trước trong vòng 3 canh giờ. Nhưng mà hiện tại một canh giờ đã đến được. Không biết hạng nhất là ai đây, 25 cửa đó, đây chính là thành tích tốt nhất lịch sử Vạn Thánh Dược Điển. Nhất định là Sở Đại Thiếu, nghe đồn Sở Đại Thiếu vô cùng có khả năng đột phá cửu phẩm luyện dược sư, hắn là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Cũng đúng, trừ Sở Đại Thiếu, người cổ thành Sở gia khác khẳng định làm không được, lại càng không cần phải nói tu sĩ cửu vực, có lẽ Sở Đại Thiếu có thể thông qua tất cả cửa cũng không cưng. Muốn qua cửa rất khó khăn, Vạn Thánh Dược Điển cử hành đến nay đã không biết bao nhiêu năm, nhưng chỉ có một người thông qua 100 cửa, về phần người kia tên là gì lại không có ai rõ ràng. Hiện tại đám người chỉ có hứng thú đối với hạng nhất là ai, dù là hạng 2 cùng hạng 3 đánh vỡ ghi chép cũng không ai hiếu kỳ. Phần lớn người suy đoán, đạt tới cửa thứ 25 là Sở Vân Phi, bởi vì Sở Vân Phi chỉ ít thu hoạch được 10 đạo phúc quang trở lên. Có nhiều phúc quang như vậy, Sở Vân Phi trong vòng một canh giờ đột phá 25 cửa cũng không phải là sự tình rất khó khăn. Giờ phút này, bên trong không gian một mảnh bạch sắc, Tiêu Phàm một cước bước vào bên trong quang môn, đột nhiên quay đầu cười một tiếng, nhìn một bạch y lão đầu phía sau nói, lão đầu, ngươi không cần khổ sở, phía trước còn có 25 người so với ngươi càng không dễ chịu. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm liền tại chỗ biến mất, chỉ có bạch y lão đầu đứng ngẩn người tại chỗ. Run giọng nói, kẻ này quá yêu nghiệt, khó trách hắn mắng chúng ta mắt mù, hiện tại xem ra chúng ta xác thực mù mắt rồi. Nếu như thời gian ngắn xông qua 26 cửa, đây không phải yêu nghiệt thì là cái gì chứ? Đến hiện tại, Tiêu Phàm đã không còn khiêm tốn, cũng không tất yếu cho bọn dược thánh mặt mũi, bọn hắn là dược thánh tại luyện dược có lẽ bất phàm. Nhưng cùng tu la truyền thừa trên vạn năm so sánh lại tính được gì đây, đồ vật kiếp trước. Tu sĩ hậu thế một mực hoàn thiện và ghi chép, mà một chút đồ vật này đều in vào bên trong tu la truyền thừa. Bên trong tu la truyền thừa chứa bao nhiêu đồ vật,
vượt qua phần lớn người tưởng tượng, đánh bại những luyện dược sư này kỳ thật cũng không phải là Tiêu Phàm, mà là lịch đại Tu La Điện chủ kết tinh. Tốc độ Tiêu Phàm thông cửa rất nhanh, 2 canh giờ thông qua 43 cửa, 3 canh giờ thông qua 56 cửa, bất quá lúc này tốc độ hắn thông cửa cũng rốt cục thả chậm lại. Mà ngoại giới sớm đã sôi trào lên. Nội thành Sở gia phủ đệ, Sở Lăng Tiêu đang ngồi bên trong một tòa tiểu viện, ngẩng đầu nhìn về chân trời, đang đợi cái gì đó. Lúc này, một vệt sáng nhanh chóng từ phía chân trời kích xạ mà đến, bình thường trên không phủ đệ Sở gia, bất luận kẻ nào đều không thể phi hành, nhưng hiện tại, lại bởi vì một việc mà hủy bỏ. Gia chủ. Trong vòng một cái hô hấp, Sở gia nhị trưởng lão xuất hiện ở trong sân, cung kính nói. 3 canh giờ thông qua bao nhiêu cửa, Sở Lăng Tiêu lông mày nhíu chặt, trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. 56 cửa, nhị trưởng lão hít sâu một cái nói, nội tâm thập phần không bình tĩnh, nói ra, gia chủ, xem ra đại thiếu gia ẩn tàng không ít thực lực, có lẽ hắn có thể thông cửa cũng không chừng. Sở Lăng Tiêu lại lắc lắc đầu nói, nhi tử của ta còn không biết cân lượng hắn sao. Coi như ta đánh giá thấp hắn. Hắn cũng sẽ không vượt qua ta dự kiến quá nhiều, ta ngược lại cảm thấy hạng hai mới là hắn. Hạng nhất là, nhị trưởng lão kỳ thật cũng biết rõ hạng nhất không phải Sở Vân Phi, chỉ vì nịnh nọt Sở Lăng Tiêu mới nói như vậy mà thôi. Hạng nhất chỉ có hai loại khả năng, một là mấy đồ đệ đại trưởng lão, Sở Nguyệt kiến thức cơ bản vẫn cực kỳ vững chắc, vận khí tốt mà nói, nàng có khả năng có được hạng nhất. Hai là mấy người trẻ tuổi Mộ Dung gia tộc, Hoàng Phủ gia tộc cùng Lăng gia. Bọn hắn đều là thâm tàng bất lộ, thực lực mặc dù không bằng Vân Phi, nhưng một đường luyện dược liền khó nói chắc. Sở Lăng Tiêu mị mị hai mắt, phân tích nói. Gia chủ phân tích đúng. Nhị trưởng lão gật đầu, hắn biết rõ, chờ vòng thứ nhất kết thúc, toàn bộ Sở gia có lẽ liền không bình tĩnh. Tiếp tục chú ý, tùy thời báo cáo, ta tại nơi này chờ. Sở Lăng Tiêu trầm giọng nói. Vâng, gia chủ. Nhị trưởng lão cung kính gật đầu, rời khỏi tiểu viện. Cũng đúng lúc này, trong một tòa nhà đơn sơ trong sân thần dược các, đại trưởng lão đang tại nghe một lão giả áo xám báo cáo, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. 3 canh giờ, thông qua 56 cửa, nội tâm đại trưởng lão cực kỳ không bình tĩnh. Vâng sư tôn, rất có thể là Sở Nguyệt sư muội, lần này Sở Nguyệt sư muội có thể thay chúng ta mang về vẻ vang. Lão giả áo xám khẽ mỉm cười nói. Vi sư biết rõ, người đi xuống đi. Trên mặt đại trưởng lão tràn đầy nụ cười, nói ra, chỉ sợ hạng nhất không phải Nguyệt Nhi mà là Linh Nhi, thực lực Linh Nhi thật đúng là làm vi sư kinh ngạc. Đại trưởng lão tưởng hạng nhất chính là Sở Linh Nhi, hắn thấy, cũng chỉ có Sở Linh Nhi có thực lực tốc độ thông cửa đáng sợ như vậy. Nhưng hắn nào biết rõ, hạng nhất lại là một kẻ ngoại lai, mà kẻ ngoại lai này vẫn vượt mọi chông gai. Sáng tạo nguyên một đám truyền thuyết làm tất cả mọi người chấn kinh. 78 cửa, lúc này mới 5 canh giờ, hơn nữa tốc độ thông cửa vậy mà còn không có xu thế giảm bớt, nhất định chính là đồ biến thái. Ai nói không phải, hạng 2 mới đến 41 cửa, không sai biệt lắm chênh lệch gấp đôi, bất quá nói trở lại, hạng 2 cũng đã siêu việt hơn ghi chép giới trước. Vô số năm đến nay, có lẽ người thứ 2 thông cửa sắp được sinh ra. Hơn nữa thời gian không đến một ngày. Sáng tạo lịch sử nhất định là Sở gia cổ thành ta, tương lai vô cùng có khả năng lại sẽ sinh ra một tôn dược thần. Trên quảng trường, đám người gần như điên cuồng lên, vốn cho là chỉnh thể thực lực người dự thi lần này cũng không cao, nhưng mà lại quá vượt qua bọn hắn dự kiến. Nếu như không phải giám khảo vòng thứ nhất là vạn thánh dược các chư thánh, bọn hắn còn sẽ cho là có người đang cố ý nhường. Giờ phút này, vị trí cửa thứ 33, sắc mặt Sở Vân Phi thập phần dầu dỉ, nhìn bạch y lão đầu phía trước, nói tiền bối, vẫn không chính xác. Không chính xác. Bạch y lão đầu gật đầu, thần sắc thập phần hờ hững. Sở Vân Phi cắn răng nói, ta lựa chọn tiêu hao một đạo phúc quang. Ông, không gian có một điểm sáng phóng đại, một đạo quang môn xuất hiện, Sở Vân Phi hướng về phía bạch y lão đầu hơi hơi thi lễ, sau đó hướng về quang môn đi đến. Chênh lệch a. Nhìn qua bóng lưng Sở Vân Phi biến mất, bạch y lão đầu thở dài một hơi, trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh. Sau đó lại nói, bất quá, có thể tại thời gian ngắn như vậy tới nơi này cũng xem là tốt, không phải mỗi người đều có thể cùng tên yêu nghiệt kia so sánh.
Sở Vân Phi tiến vào vị trí không gian cửa thứ 34, bình tĩnh suy nghĩ một cái, thầm nghĩ trong lòng, ta đã tiêu hao hết 4 đạo phúc quang, còn có 10 đạo, như thế tiếp theo ta muốn thông cửa rất khó khăn, chỉ cần sáng tạo ghi lại, ta liền hài lòng. Hơn nữa, dựa theo những số liệu năm qua so sánh, ta hiện tại hẳn là ở hạng nhất, chỉ cần bảo trì, hạng nhất vẫn là ta. Nghĩ vậy, khóe miệng Sở Vân Phi hiện lên một nụ cười, ngẩng đầu tiếp tục nhìn về phía giám khảo phía trước. Một vị trí tầng không gian khác, Mộ Dung Lãng Trần thành công thông qua 28 cửa, trên mặt tràn đầy đắc ý, rốt cục qua 29 cửa, coi như không phải thứ nhất cũng hẳn là hạng hai. Kiếm Hồng Trần, mặc dù thực lực ngươi trên ta, nhưng ở một đường luyện dược, ta nhất định đem ngươi hung hăng dẫm ở dưới chân, một ngày nào đó ta muốn ngươi sống không bằng chết. Mộ Dung Lãng Trần còn nhớ Tiêu Phàm mang cho hắn sỉ nhục, giờ nào khác nào cũng nhắc nhở lấy bản thân, chờ bản thân có cơ hội, nhất định sẽ giết Tiêu Phàm. Dạng sự tình này khắp nơi đều đang phát sinh, phần lớn người đều cho bản thân một vị trí, cố gắng thông qua càng nhiều cửa ải. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bị đào thải, năm canh giờ tiếp theo đã có 1,500 người bị đá ra khỏi Vạn Thánh Dược Các, còn có 1.200 người đang kiên trì. Đương nhiên, người bị đá ra Vạn Thánh Dược Các cũng không có nghĩa là bọn hắn bị đào thải, mà người kiên trì cũng không nhất định đại biểu bọn hắn nhất định có thể đủ tấn cấp. Bởi vì tốc độ thông cửa có nhanh có chậm, cũng tỉ như Tiêu Phàm, dù hắn hiện tại bị loại cũng có thể thành công tiến vào vòng thứ hai. Bất quá, nếu như có thể xông qua càng nhiều cửa ải, không có ai sẽ không nguyện ý, phải biết, thông qua một cửa chính là một điểm tích lũy, mà điểm tích lũy sẽ đưa vào vòng thứ hai. Nếu như vận khí tốt, tại vòng thứ nhất liền có thể xác định thắng bại, chỉ là tình huống như vậy thập phần thưa thớt mà thôi. Sau 6 canh giờ, Tiêu Phàm cầm xuống 86 cửa, 7 canh giờ, Tiêu Phàm cầm xuống 91 cửa, tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều. Mà khi 8 canh giờ đi qua, đám người lại bắt đầu sôi trào lên. À, vừa nãy không tới 7 canh giờ liền cầm xuống 91 cửa à, làm sao hiện tại một canh giờ trôi qua? Còn tại cửa 91, càng đến phía sau, tốc độ thông qua cửa ải càng chậm, đạt tới cửa 91, 1-2 canh giờ thông qua một cửa ải rất bình thường, loại sự tình này tại 4-50 cửa đều thường xuyên phát sinh, huống chi 91 cửa A. Nói cũng đúng, nguyên bản chúng ta còn nghĩ Sở đại thiếu trong vòng một ngày thông cửa 100 cửa đây, còn có 4 canh giờ, đoán chừng có chút độ khó, cũng không biết là vấn đề nan giải gì, vậy mà lâu như vậy. Loại cảm giác chờ mong của tu sĩ vây xem trước đó biến mất không ít, vốn cho là hạng nhất có thể lại sáng tạo giải thích, không nghĩ tới vậy mà kẹp lại. Cái này vừa kẹt, lại không chỉ là một canh giờ, mà là mấy cái thời điểm, cho nên khi Sở Thanh Nguyên mỗi lần đọc lên thành tích hạng nhất, đám người luôn luôn khẩn trương không thôi. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, một cửa ải lại tốn hao thời gian dài như vậy, nếu như không qua, không phải là có phúc quang sao? Phúc quang có thể có được miễn tư cách xông qua A. Bất quá rất nhiều người lại nghĩ tới rất nhiều, có thể xông đến thứ cửa 91, có lẽ phúc quang đã sớm tiêu hao hết. Trong không gian vị trí cửa 91, một nữ tử áo trắng trung niên trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt kia liền tựa như lại nhìn một tên quái vật. Loại thứ 500 cửu phẩm linh dược tinh thần thiên nguyên quả, toàn thân hiện lên thất thải chi sắc, sáng lạn như sao trời. Bởi vậy gọi tên tính liệt vị khổ, có thể thông kinh mạch, ngưng hồn hải, cụ thể có thể luyện chế cửu chuyển chiến hồn đan, bổ hồn đan cùng tục mệnh đan, ta nói xong. Tiêu Phàm đạm mạc nhìn bạch y nữ tử kia, trong lòng hắn mặc dù thập phần khó chịu nhưng vẫn trả lời vấn đề bạch y nữ tử, cũng không có sử dụng phúc quang. Còn đứng ngây đó làm gì, thông qua liền tuyên bố, không thông qua liền nói một câu. Nhìn thấy bạch y nữ tử trợn mắt hốc mồm. Tiêu Phàm cau mày một cái. Liên tục nói mấy canh giờ, miệng hắn đều có chút mỏi như. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nói ra nhiều danh tự linh dược như vậy, hơn nữa còn nói ra toàn bộ đặc thù cùng công dụng bọn chúng, thậm chí ngay cả đan phương đều biết rõ. Bạch y nữ tử lấy lại tinh thần, vẫn khó mà bình tĩnh nói. Đừng nói là nàng, chính là giám khảo khác đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng Tiêu Phàm có thể trả lời. Nguyên bản nàng chỉ muốn làm khó Tiêu Phàm, cho nên để Tiêu Phàm nói ra 500 loại, hơn nữa còn là 500 loại nhất phẩm đến cửu phẩm linh dược. Mặt khác, không ngừng muốn hắn nói ra danh tự linh dược,
còn muốn hắn nói ra tác dụng linh dược, cùng chí ít cử ra ba đan phương. Đây quả thực liền không phải người có thể hoàn thành, thậm chí ngay cả cô gái mặc áo trắng này cũng chưa hẳn có thể nói ra nhiều như vậy, nàng chỉ là thuần túy khó xử Tiêu Phàm mà thôi. Nhưng mà Tiêu Phàm vậy mà nói thực nói ra, hơn nữa vẻn vẹn tốn hơn 3 canh giờ, đây quả thực không phải sức người, khó trách cô gái mặc áo trắng này khiếp sợ như vậy. Người không biết, không có nghĩa là người khác không biết. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc hồi đáp. Thần sắc bạch y nữ tử có chút khó coi, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống, ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm nói, ngươi nói không sai, thế gian này còn rất nhiều sự tình không biết, muốn minh bạch toàn bộ là không có khả năng, ngươi nói đan dược và linh dược, thậm chí có rất nhiều thứ ta không biết, vì trước đó cố ý làm khó dễ ngươi mà xin lỗi. Nói đến đây, bạch y nữ tử đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm thật sâu thở dài, nếu để những người khác nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Phải biết đây chính là lễ đệ tử chiến hồn đại lục luyện dược giới A. Đường đường dược thánh hướng một vãn bối chấp lễ đệ tử, loại tình huống này là rất ít xuất hiện. Lời xin lỗi này ta tiếp nhận. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, hắn trước kia cũng là bị cô gái mặc áo trắng này làm giận. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, cùng một người chết so đo, bản thân hà tất phải như vậy đâu. Đa tạ. Bạch y nữ tử tiếp tục nói, ngươi là yêu nghiệt thứ hai ta đã thấy trong luyện dược sư. Chẳng lẽ còn có kẻ thứ nhất hay sao? Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn nói. Theo Tiêu Phàm, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy xông đến tầng thứ 91 cũng đã xem như gần như không tồn tại, huống chi đề mục hắn vẫn là khó như vậy. Mà ở trong miệng bạch y nữ tử, hắn vẻn vẹn chỉ là yêu nghiệt thứ hai, trong lòng Tiêu Phàm dù sao cũng hơi không phục. Không sai. Mặc dù ta không biết ngươi cùng hắn ai mạnh hơn, nhưng hắn là dựa vào bản thân thông cửa vạn thánh dược các vòng thứ nhất. Bạch y nữ tử gật gật đầu nói. Dựa vào bản thân một người thông cửa, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, trên mặt đều là vẻ khó tin. Liền xem như Tiêu Phàm hắn cũng là dựa vào tu la truyền thừa mới đi đến nơi này, mặc dù bên trong tu la truyền thừa cái gì cũng thuộc về hắn nhưng cùng bản thân hắn giá trị còn là không giống nhau. Chẳng lẽ người kia cũng giống như hắn, nắm giữ một ít truyền thừa? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi đối với người trong miệng bạch y nữ tử càng thêm tò mò. Bạch y nữ tử lộ ra hình dạng hồi ức, nói ra, hắn thông cửa thời gian tốn mất 2 ngày, tại phương diện tốc độ có chút không bằng ngươi, bất quá bản lĩnh dược học của hắn thập phần mạnh, đoán chừng sớm đã đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết. Người kia kêu cái gì, hắn chẳng lẽ còn sống? Tiêu Phàm lại hỏi. Không biết hắn gọi cái gì, bất quá ta có thể khẳng định, mặc dù qua trên vạn năm, nhưng hắn khẳng định còn sống. Bạch y nữ tử thập phần nghiêm túc nói. Trên vạn năm, Tiêu Phàm mắt trợn tròn, hắn một người sống 20 tuổi coi như làm người 2 đời, ký ức 2 đời cộng lại cũng chẳng phải 40 tuổi, thật vô pháp đi tìm hiểu một khái niệm trên vạn năm là gì. Người có thể sống vạn năm sao? Tiêu Phàm không biết trả lời vấn đề này thế nào. Nhưng bạch y nữ tử ngữ khí chắc chắn như thế lại nói cho hắn biết, người thực có thể sống vạn năm. Thời gian 1 vạn năm thật sự là quá dài, Tiêu Phàm không cách nào hình dung, kiếp trước Hoa Hạ văn minh huy hoàng nhất cũng liền trên dưới 5.000 năm. Nếu như một người thực có thể sống vạn năm, vậy há không phải có thể chứng kiến một nền văn minh hưng suy. Hồi lâu, Tiêu Phàm mới bình tĩnh suy nghĩ, nói thầm, 1 vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Hy vọng ngươi có thể thông cửa. Bạch y nữ tử đột nhiên một chỉ bắn ra, một đạo quang môn xuất hiện cách Tiêu Phàm không xa. Ta sẽ. Tiêu Phàm mỉm cười, quay người hướng về quang môn đi đến, khi hắn biến mất ở quang môn, một đạo thanh âm quanh quẩn bên tai hắn. Nếu như ngươi có thể thông cửa, có lẽ sẽ có được kinh hỉ ngươi không tưởng. Đó là thanh âm bạch y nữ tử, lúc Tiêu Phàm quay đầu, quang môn đã biến mất. Trong miệng thầm nói kinh hỉ không tưởng. Chẳng lẽ ở bên trong vạn thánh dược các, khi hắn ngẩng đầu nhìn lại phát hiện, một giám khảo mới đứng ở cách đó không xa. Liền chỉ bằng vui mừng ngoài ý muốn nơi này, ta cũng vượt qua. Thần sắc Tiêu Phàm phấn chấn tựa như đánh máu gà, hắn đột nhiên phát hiện vạn thánh dược các có lẽ cũng không đơn giản. Lúc Tiêu Phàm tiến vào cửa 92, ngoại giới bình tĩnh lần nữa bị phá vỡ ha ha. 11 canh giờ sở đại thiếu rốt cục vượt qua, sở đại thiếu tốt lắm, thêm 9 cửa nữa liền có thể thông cửa, sáng tạo truyền thuyết.
ta liền biết cửa thứ 91 ngăn không được Sở đại thiếu, lấy thiên phú Sở đại thiếu, tương lai cổ thành Sở gia có lẽ lại hiện ra dược thần. Không phải có lẽ mà là nhất định, có thể xông qua 80 cửa liền có thể trở thành đỉnh cấp dược thánh, năm đó gia chủ cũng chỉ xông qua 83 cửa, ghi chép cao nhất 1000 năm này cũng liền 86 cửa, đại thiếu coi như có thể trở thành dược thần, ta cũng không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Người cổ thành Sở gia hưng phấn vô cùng, nếu như có thể chứng kiến một tôn dược thần sinh ra, đó là sự tình mỹ diệu cỡ nào. Rất nhiều người đã bắt đầu đếm ngược, đồng dạng, Sở Thanh Nguyên cũng không còn cách một canh giờ mới tuyên bố thành tích, mà qua một cửa hắn liền tuyên bố một lần. Cửa thứ 93, thời gian nửa chén trà nhỏ sau, Sở Thanh Nguyên quát lớn, hắn cũng vô cùng kích động. Cửa thứ 97, thời gian một nén nhang về sau, Sở Thanh Nguyên lần thứ hai tuyên bố thành tích. Cũng đúng lúc này, mấy cỗ khí tức cường đại từ đằng xa cuốn tới, phía trên không trung xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Bái kiến gia chủ, gặp qua đại trưởng lão, Sở Thanh Nguyên vội vàng hướng về hai phương hướng hư không cúi chào. Chỉ thấy Sở Lăng Tiêu đứng lơ lửng trên không, nhị trưởng lão cung kính đứng sau lưng hắn, trong mắt hắn chỉ có vạn thánh dược điển, không còn đồ vật gì khác. Một phương hướng khác lại xuất hiện một lão giả dơ bẩn, chính là Sở gia đại trưởng lão, các chủ thần dược các, thời gian qua 11 ngày, hắn đã quay lại. Có thể đến cửa 97 liền xem như đệ nhất luyện dược sư cổ thành Sở gia, cũng chưa chắc có thể lấy được thành tích này, không phải do hắn không coi trọng. Năm đó hắn cũng liền xông qua 86 cửa mà thôi, nhưng sáng tạo ghi chép tốt nhất ngàn năm qua, bây giờ ghi chép hắn bị người đánh vỡ, đại trưởng lão tự nhiên muốn xem. Bái kiến gia chủ, bái kiến đại trưởng lão, đám người nghe được Sở Thanh Nguyên nói, cũng vội vàng cung kính bái nói. Gặp qua gia chủ, đại trưởng lão hướng về Sở Lăng Tiêu nơi xa hơi hơi thi lễ, thân làm thần dược các chủ, địa vị Sở gia đại trưởng lão cùng Sở gia gia chủ kỳ thật không kém bao nhiêu, bất quá hắn vẫn duy trì lễ nghi cơ bản nhất. Đại trưởng lão khách khí. Sở Lăng Tiêu vội vàng về thi lễ, đại trưởng lão hắn cũng không dám thất lễ, sau đó hướng về đám người cổ thành Sở gia phất phất tay nói, đều đứng lên đi. Cửa thứ 98. Lúc này thanh âm Sở Thanh Nguyên kích động vang lên lần nữa, cũng chỉ có thân làm chủ như hắn mới có thể biết rõ thành tích ba hạng đầu. Còn hai cửa liền thông cửa, không biết là ai đây. Đám người cũng khẩn trương tới cực điểm, đây chính là thời điểm chứng kiến lịch sử, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vạn thánh dược các, sợ bỏ lỡ cái gì. Sở Lăng Tiêu híp hai mắt nhìn vạn thánh dược các, sau đó rơi vào trên người đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão. Ngài nói tên thứ nhất này là ai? Hẳn là Vân Phi đi, thiên phú hắn không tồi. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút nói, mặc dù hắn bình thường không hỏi thế sự, nhưng dù sao cũng là lão quái vật sống mấy trăm năm, chỗ nào không biết ý tứ Sở Lăng Tiêu. Quả nhiên, Sở Lăng Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, nói, vậy cũng chưa chắc, ta nghe nói mấy ái đồ của đại trưởng lão thiên phú rất cao, không kém Vân Phi, được hạng nhất có thể là bọn hắn. Đại trưởng lão lắc đầu nhưng trong lòng khịt mũi coi thường, còn không kém Vân Phi, người nói dứt khoát con trai của ngươi chính là đệ nhất đi. Những lời này đại trưởng lão là khẳng định sẽ không nói ra, hắn thập phần nghiêm túc nói ra, hạng hai có thể là bọn hắn, nhưng hạng nhất vô vọng. Đại trưởng lão cái này ngược lại là ăn ngay nói thật, đồ nhi hắn, bao gồm Sở Linh Nhi đều là hắn dạy ra, có thể thông qua bao nhiêu cửa, trong lòng bản thân hắn có thể không rõ sao. Hạng nhất so với năm đó hắn đều mạnh hơn nhiều, dù sao càng đến phía sau càng gian nan, điểm này tự đại trưởng lão vẫn hiểu lấy. Đại trưởng lão quá khiêm tốn. Nghe được đại trưởng lão nói, Sở Lăng Tiêu cười càng ngày càng vui vẻ. Hắn thấy, nếu không phải đồ nhi đại trưởng lão được hạng nhất, khả năng lớn nhất liền là con trai Sở Vân Phi của hắn. Trước đó hắn ngược lại là nghĩ tới là người cổ tộc khác, nhưng hiện tại đã xông đến cửa 98. Sở Lăng Tiêu lại không cho rằng người trẻ tuổi cổ tộc khác có thể đi đến một bước này. Cửa thứ 99, thanh âm Sở Thanh Nguyên lại vang lên, nguyên bản đám người xôi trào trong nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ kém một cửa cuối cùng, đến cùng ai mới là hạng nhất đây? Đám người nín thở ngưng thần, tất cả đều nhìn chằm chằm quang môn vạn thánh dược các, nơi đó vẫn như cũ thỉnh thoảng có người từ bên trong quang môn đi ra, mỗi một khuôn mặt đều in vào trong tầm mắt đám người.
Tầng thứ nhất trong đại sảnh Vạn Thánh Dược Các có ba đạo thân ảnh đang ngồi, đó là ba lão giả, bọn hắn cùng những người khác khác biệt, nhìn qua càng thêm ngưng thực rất nhiều. Chính trung gian ngồi một người mặc kim sắc nho bào, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một cỗ phong phạm đại gia, cho người ta một loại cảm giác nho nhã. Mà ngồi ở bên tay trái hắn là một hắc bào lão giả khô gầy vô cùng, cái trán hơi hơi nhô ra, con người phóng tinh quang, giống hệt người sống. Bên tay phải là một thanh bào lão giả, khuôn mặt gầy gò nhưng lại kiên nghị vô cùng, mũi cao thẳng, tản ra một cỗ khí tức thâm bất khả trắc. Ai, bao nhiêu năm cũng chưa từng có người thông qua 99 cửa, mỗi lần thức tỉnh cho chúng ta đều chỉ có thất lạc. Hắc bào lão giả thở dài một hơi nói. Có lẽ lần này có người có thể thông qua 99 cửa cũng không chừng. Thanh bào lão giả thần sắc thập phần bình tĩnh, con người thủy chung nhìn chằm chằm vị trí phía trước. Lão Trương, ngươi tự tin như vậy sao? Ngươi lấy cơ hội cho người trẻ tuổi kia, thực lực tuy mạnh, nhưng tuổi tác quá nhỏ, hắn có bao nhiêu thời gian đắm chìm trong một đường luyện dược đây? Cơ hội kia ta xem là lãng phí, hơn nữa, người này cuồng vọng tự đại, cũng dám nhục mạ chư thánh, hừ hừ. Hắc bào lão giả nghiền ngẫm nhìn thanh bào lão giả. Rất hiển nhiên, người trong miệng hắn nhục mạ chư thánh chính là Tiêu Phàm. Mà thanh bào lão giả chính là người duy nhất chúc phúc cho Tiêu Phàm. Người trẻ tuổi liền phải có tinh thần phấn chấn, gọi là trẻ tuổi nóng tính, ta một mực tin tưởng bất kỳ thế giới nào đều không thiếu khuyết thiên tài. Thanh bào lão giả lắc đầu, thần sắc không hề bận tâm, tựa như thế gian này đã không ai có thể ảnh hưởng tâm tính hắn. Trẻ tuổi nóng tính, bao nhiêu năm người nhẹ khí thịnh cuối cùng đều không phải chết ở trong tay người khác mà chết ở trong tay bản thân. Tiểu tử kia đoán chừng hiện tại cũng bị đào thải rồi. Hắc bào lão giả khinh thường nói, vẫn không coi trọng Tiêu Phàm. Có ít người nắm giữ vài chục lần cơ hội miễn xong, không phải cũng một dạng không đến nơi này. Ngươi liền nhất định cho rằng những người không có ban cho cơ hội chính là người tầm thường. Thanh bào lão giả hỏi. Ngữ khi hắn thập phần bình thản nhưng ngôn ngữ lại sắc bén dị thường. Lão Trương nói không sai. Bên trong những kẻ kia có lẽ cũng không thiếu thiên tài, bất quá mỗi người đều có con đường của mình. Kim bào lão giả rốt cục mở miệng, thanh âm giống như hồng trung, quanh quẩn trong đại sảnh. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía hắc bào lão giả nói, lão Lục, người cũng đừng quên, lúc trước người trẻ tuổi tự xưng tà thần không phải liền là lão Trương coi trọng sao. Cuối cùng tiểu tử kia liên tiếp xông qua trăm cửa, liền chúng ta đều không làm gì được, điều này nói rõ cái gì? Hắc bào lão giả không nói lời nào, việc này thanh bào lão giả đã nói vạn năm, lỗ tai hắn đều nghe đến chai, đáng tiếc người coi trọng hắn còn chưa bao giờ có người đi đến nơi này. Điều này nói rõ lão Trương nhãn lực tốt, đáng tiếc, tiểu tử tà thần kia căn bản không theo những lão đầu chúng ta, phủi mông một cái liền rời đi. Kim bào lão giả thở dài thật sâu, trên mặt cũng lộ ra vẻ phức tạp, tựa như trong tay tà thần trong miệng hắn ăn thua thiệt qua. Nghe nói như thế, thanh bào lão giả cũng bất đắc dĩ lắc đầu, trên vạn năm đi qua cũng không biết kẻ cuồng vọng vô cùng tự xưng tà thần như thế nào rồi. Mặc dù trong giọng nói có chút nội ý, nhưng càng nhiều là tiếc nuối, là một người liền có thể nghe ra. Các chủ, Vạn Thánh Dược Các đoán chừng cũng trèo trống không được bao lâu, quái vật kia nếu như. Hắc bào lão giả đổi chủ đề, sắc mặt cực kỳ nặng nề. Kỳ hạn vạn năm đã đến. Hứa hẹn chúng ta đã hoàn thành, là phúc hay họa, chúng ta cũng không thể làm gì. Trong mắt kim bào lão giả phóng một đạo tinh quang. Đành phải như thế. Trên mặt thanh bào lão giả đều là vẻ bất đắc dĩ, hít sâu một cái nói, chiến hồn đại lục bất hủ. Ông đột nhiên, giữa đại sảnh nhộn nhạo một đạo gợn sóng như là sóng nước nhộn nhạo lên, một tầng liên tiếp một tầng. Gợn sóng trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý ba lão giả. Sắc mặt bọn hắn thập phần đặc sắc, tựa như người sống gặp phải quỷ. Ngay sau đó, chỉ thấy gợn sóng xé mở hư không, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo quang môn, một cái chân to từ quang môn bên kia bước ra. Lại có người xông qua 99 cửa, thanh bào lão giả kích động kêu ra. Dòng dã một vạn năm rồi. Hắc bào lão giả cũng khá là không bình tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn liền ngưng kết lại. Bên trong quang môn, một đạo thân ảnh thoáng hiện, đột nhiên xuất hiện ở bên trong đại sảnh, hô hấp không đến thời gian, quang môn liền biến mất không thấy gì nữa.
Làm sao lại là ngươi? Hắc bào lão giả sắc mặt khó xử nhìn đạo thân ảnh kia, trên mặt đều là vẻ không thích. Làm sao, ta liền không thể đi tới nơi này sao? Người tới cổ quái nhìn hắc bào lão giả, hai đầu lông mày khí khái hào hùng phát ra, không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Dám nhục mạ chư thánh, ngươi thật đúng là lớn mật, hừ, ta đây liền hủy bỏ tư cách của ngươi. Hắc bào lão giả phẫn nộ nhìn chằm chằm người tới. Không cần nghĩ cũng biết rõ, người tới chính là Tiêu Phàm. Nghe được hắc bào lão giả nói, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường nói, hủy bỏ tư cách. Ngươi không phải cởi quần đánh giấm sao? Ngươi nói cái gì? Hắc bào lão giả giận tím mặt, bao nhiêu năm đến nay, Tiêu Phàm còn là kẻ thứ nhất dám nói người khác như vậy. Bất quá trong lòng hắn thì kinh ngạc không thôi, trước đó hắn vẫn đang đợi Tiêu Phàm tới đây, hiện tại tiểu tử này vậy mà thực xông qua 99 cửa, quá vượt qua hắn dự liệu. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi muốn hủy bỏ tư cách ta, tại sao ngay từ đầu không hủy bỏ, đến hiện tại muốn hủy bỏ tư cách, không phải cởi quần đánh giấm thì là cái gì chứ? Hoàn toàn chính là lãng phí thời gian của tiểu gia. Tiêu Phàm cũng nổi giận, cũng khó trách trong lòng hắn nổi nóng, thật vất vả xông qua 100 cửa, ngươi liền nói cho muốn hủy bỏ tư cách. Cái này chính là chơi ta sao? Ngươi, ngươi, hắc bào lão giả bị Tiêu Phàm làm tức giận không nói ra được một câu. Ngươi, 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 ngươi cho rằng vạn thánh dược điển hiếm có lắm sao? Nguyên một đám túm cùng nhị ngũ bát vạn sao ngồi chém gió tự kỷ còn xưng là chư thánh? Chẳng phải nói các ngươi một câu sao? Chư thánh chỉ các ngươi ý chí dạng này. Nguyên một đám không muốn sống làm khó dễ tiểu gia, nếu không phải là tiểu gia học rộng tài cao, thật là bị các ngươi đá ra khỏi cục. Trước đó nói các ngươi mắt mù, ta thừa nhận ta là nói bậy, nhưng hiện tại, ta phát hiện các ngươi thực sự là mắt mù, muốn hủy bỏ tư cách cũng nhanh chút, đừng chậm trễ thời gian tiểu gia, thật giống như ta rất cần vậy. Tiêu Phàm lửa giận hoàn toàn bộc phát ra, đổi lại ai đều sẽ tức giận, hắn xâm nhập trăm cửa cũng là phí sức chín châu hai hổ, nhưng mà hiện tại áo bào đen lão đầu một câu liền muốn phủ định toàn bộ thực lực của hắn, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào chịu đựng được. Huống chi, hắn đối với vạn thánh dược điển thật đúng là không ôm quá lớn chờ mong, hắn đến nơi này chỉ là đáp ứng yêu cầu Hề lão mà thôi. Hắc bào lão giả bị Tiêu Phàm làm tức giận không nhẹ, quang mang lóe lên, thiếu chút nữa thì tản ra. Mà kim bào lão giả cùng thanh bào lão giả lại trợn to hai mắt nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khinh thường nghiễm nhiên làm hai người thập phần chấn kinh, khinh thường đối với vạn thánh dược điển. Cái này còn là lần thứ nhất a, coi như tiểu tử tà thần lúc trước kia cũng không dám khinh thường bọn hắn. Còn lo lắng cái gì, không phải muốn hủy bỏ ta tư cách à, nhanh lên. Tiêu Phàm xem thường nhìn hắc bào lão giả một cái, trong lòng thầm mắng không thôi. Tốt, tốt, tốt. Ta đây liền hủy bỏ tư cách ngươi. Hắc bào lão giả trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hiển nhiên bị tức không nhẹ, đưa tay vung lên, hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang môn. Một cỗ đại lực kéo lấy Tiêu Phàm hướng về quang môn kích xạ đi, cũng đúng lúc này, một đạo quát nhẹ tiếng vang lên, dừng tay. Trên quảng trường ngoại giới, vô số tu sĩ nhìn không chuyển mắt ngẩng đầu nhìn không trung vạn thánh dược các, dường như đang đợi một khắc lịch sử phát sinh. Cửa 99, đến cùng có thể xông qua 100 cửa hay không? Trong lòng đám người khẩn trương tới cực điểm, giờ phút này cách Sở Thanh Nguyên tuyên bố hạng nhất xông qua 99 cửa đã qua 10 cái hô hấp thời gian. Lúc này, vị trí không gian Tiêu Phàm, hắc bào lão giả vừa lúc mở ra một đạo quang môn, cùng lúc đó, tầng thứ 3 vạn thánh dược các đột nhiên quang mang hừng hực tới cực điểm. Vạn thánh dược các phát sáng, 100 cửa, thực thông qua 100 cửa. Tại một bản cổ tịch thấy qua, lúc quang mang tầng thứ 3 vạn thánh dược các sáng rõ liền đại biểu thông cửa, chẳng lẽ đây là thật? Đám người trong nháy mắt kích tình, tất cả ánh mắt mọi người đều dành dụm tại vị trí vạn thánh dược các, bọn hắn muốn bắt được người sắp từ vạn thánh dược các đi ra. Một người kia hẳn là người thông cửa vạn thánh dược điển vòng thứ nhất lần này. Phía trên không trung, Sở Lăng Tiêu cùng đại trưởng lão đều khẩn trương lên, bọn hắn đều đang nghĩ người trong lòng bản thân. Hô hô, bên trong ánh mắt vạn chúng chú mục, vị trí quang môn vạn thánh dược các đột nhiên bay ra ba đạo bóng người, không đợi ba người rơi xuống đất đã có vô số con mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hô hấp ở giữa, ba đạo thân ảnh rơi ở trên quảng trường, cảm thụ đến ánh mắt kinh ngạc bốn phía, ba người có chút không biết làm sao. Bọn hắn trong lòng đều đang nghĩ,
chẳng lẽ là đang thán phục thành tích chúng ta sao? Coi như thành tích chúng ta không sai cũng không tất yếu khoa trương như vậy chứ. Không đợi ba người lấy lại tinh thần, Sở Lăng Tiêu bỗng xuất hiện ở trước ba người, nhìn thấy khuôn mặt ba người, trong mắt Sở Lăng Tiêu đều là vẻ không tin. Cái này ba người hắn cũng không biết, chẳng lẽ là một người trong bọn hắn xông qua 100 cửa. Bái kiến gia chủ, đột nhiên, một người trong đó bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, cung kính bái nói. Mặt khác, hai người kia cũng lấy lại tinh thần, dám không kiêng nể gì cả xông đến nơi này, còn được người Sở gia xưng là gia chủ, đoán chừng cũng chỉ có Sở gia gia chủ Sở Lăng Tiêu. Gặp qua Sở gia gia chủ, hai người khác cũng là hơi hơi cúi bái, đại nhân vật bậc này không phải nói gặp liền gặp. Ba người các ngươi người ai thông qua 100 cửa? Sở Lăng Tiêu trầm giọng nói. Cái gì 100 cửa? Chẳng lẽ có người thông qua 100 cửa? Ba người lộ ra vẻ mờ mịt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một bộ hoàn toàn không biết gì cả. Ánh mắt Sở Lăng Tiêu thâm thúy nhìn chằm chằm ba người, nhìn ba người run rẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, trong lòng Sở Lăng Tiêu trầm ngâm nói, không có khả năng, thật chẳng lẽ không phải ba người bọn hắn. Thế nhưng biểu lộ bọn hắn hoàn toàn không giống đang làm bộ. Kỳ thật không ngừng Sở Lăng Tiêu nghi hoặc, tất cả mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu, thông qua trăm cửa về sau không nên bị truyền tống đi ra sao. Vừa nãy thời điểm vạn thánh dược các đệ tam trọng phát ra quang mang, chỉ có ba người bọn hắn từ quang môn bên trong bay ra, trừ bọn hắn còn có thể là ai. Xem ra tất cả mọi người nhìn nhầm, hạng nhất rốt cuộc là ai. Phía trên không trung, mí mắt đại trưởng lão nhảy lên, trong lòng hắn cũng nghi hoặc không thôi. Vị trí trăm cửa vị trí trong đại sảnh, theo quang môn xuất hiện, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về quang môn phóng đi. Cái lão bất tử này. Tiêu Phàm giận mắng không thôi, hắn muốn tránh thoát cỗ lực lượng trói buộc hắn nhưng mà căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Bất quá sắc mặt Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, dù sao hắn cũng không đáp ứng hề lão nhất định trong vạn thánh dược điển lấy được thành tích gì, vẻn vẹn chỉ là đến tham gia mà thôi. Bây giờ cũng coi như tham gia. Hắn hứa hẹn cũng coi như hoàn thành, tin tưởng hề lão cũng sẽ không trách tội hắn. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn vội vã đi cứu cha mẹ của hắn cùng ông nội, lưu ở chỗ này cũng chỉ chậm trễ nhiều thời gian hơn mà thôi. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, ngay sau đó, cỗ đại lực trói buộc Tiêu Phàm biến mất không thấy gì nữa, quang môn đồng thời lóe lên, trong đại sảnh khôi phục bình tĩnh, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Các chủ! Hắc bào lão giả kinh ngạc nhìn kim bào lão giả, không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ ngăn cản hắn. Lão lục, người lớn như vậy còn cùng một đứa bé so đo. Kim bào lão giả cười nhạt một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía Tiêu Phàm nói, lão hủ nhớ kỹ ngươi chỉ có một cơ hội miễn xông, không nghĩ tới ngươi có thể đi đến nơi này, quả thực không dễ dàng, ngươi tên là gì? Kiếm Hồng Trần. Tiêu Phàm lơ đễnh phun ra một câu, bất quá trong lòng thì thập phần kinh ngạc. Bởi vì hắc bào lão giả xưng hô kim bào lão giả là các chủ. Chẳng lẽ kim bào lão giả là các chủ vạn thánh dược các? Một người chết cũng có thể xưng là các chủ. Hơn nữa còn có thể mang theo toàn bộ vạn thánh dược các tồn tại ở đời, loại thủ đoạn này cũng quá nghịch thiên. Kiếm Hồng Trần, danh tự không tồi. Thanh bào lão giả đột nhiên cười cười, hướng về phía Tiêu Phàm nói ra, vị này là vạn thánh dược các yến các chủ, vị này là tả các chủ lục bá hậu lục lão. Ta là hữu các chủ Trương Văn Cẩn, người có thể gọi ta Trương Lão. Gặp qua yến các chủ, Trương Lão. Tiêu Phàm gật gật đầu, hướng về phía kim bào lão giả cùng thanh bào lão giả nói, về phần hắc bào lão giả lục bá hậu lại trực tiếp bị Tiêu Phàm xem nhẹ. Lục bá hậu tức giận sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đáng tiếc Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý hắn. Người còn không có thông cửa đâu, đắc ý cái gì? Tả các chủ lục bá hậu hừ lạnh một tiếng nói, hắn hoàn toàn không biết, vừa mới bởi vì hắn cử động, người bên ngoài đều cho rằng đã có người thông cửa. Thật sự là vạn thánh dược điển cử hành qua nhiều năm như vậy chỉ có đi một mình hắn đến nơi này, bọn hắn căn bản không biết như thế nào mới tính thông cửa, không có bất kỳ cái gì có thể tham khảo. Đúng rồi, ta có vẻ như còn có một lần cơ hội miễn xông. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn đã thành thói quen chịu lửa giận những tàn niệm dược thánh. Lục bá hậu cũng không phải người thứ nhất. Cái gì, ngươi còn có một lần cơ hội miễn xông? Yến các chủ cùng Trương Văn Cẩn hai người chăm miệng một lời, nhìn Tiêu Phàm như nhìn quái vật.
cũng khó trách hai người khiếp sợ như vậy, phải biết, Tiêu Phàm vốn là chỉ có một lần cơ hội miễn xong, cơ hội lần này vẫn là Trương Văn Cẩn cho. Mà hiện tại, Tiêu Phàm vậy mà nói hắn còn có một lần cơ hội miễn xong, cái kia há không phải nói, Tiêu Phàm xông đến nơi này một lần cơ hội miễn xong đều không tiêu hao. Ngay cả Lục Bá Hậu đều có chút chấn kinh, thực lực Tiêu Phàm vượt qua hắn dự liệu. Có gì kỳ quái, không phải nói không có phúc quang liền bị đào thải sao? Ta nếu là sử dụng phúc quang kia, chẳng phải sẽ bị loại sao? Tiêu Phàm xem thường nhìn ba người nói. Ba người một trận xấu hổ, bọn hắn xác thực quên cái quy củ này, chỉ là kinh ngạc thực lực Tiêu Phàm mà thôi. Dù sao, có thể bằng vào thực lực xông qua 99 cửa, thiên phú luyện dược không phải khủng bố bình thường. Vừa vặn, ta cũng chịu đủ các ngươi sắc mặt, cho ta tiêu hao hết lần này miễn xông cơ hội, sau đó đưa ta ra ngoài. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Hắn có thể đến nơi này cũng không ít chịu sắc mặt những tàn niệm chư thánh, hiện tại hắn rốt cục có thể làm đại gia một lần, trong lòng tự nhiên thập phần sảng khoái. Ngươi thật muốn sử dụng một lần cơ hội miễn xông, Lục Bá Hậu lại là mị mị hai mắt, tựa như hận không thể để Tiêu Phàm sử dụng. Không cần một bộ cười trên nỗi đau của người khác, tiểu gia không có thèm, dù sao luyện dược sư cũng chỉ là ta nghiệp dư yêu thích mà thôi. Tiêu Phàm xem thường nhìn Lục Bá Hậu nói. Nghiệp dư yêu thích, Yến các chủ cùng Trương Văn Cẩn nghe vậy khóe miệng giật một cái, tiểu tử này thật đúng là không phải phách lối bình thường, hơn nữa biểu tình kia một chút cũng không giống làm bộ. Lục Bá Hậu cũng là không biết nói gì, hắn phát hiện, từ khi Tiêu Phàm xuất hiện ở nơi này, liền bị Tiêu Phàm cho ăn gắt gao, liền cơ hội phản bác đều không có. Tiêu Phàm nhìn thấy ba người chấn kinh, hắn thập phần nghiêm túc gật gật đầu nói, không sai, chính là nghiệp dư yêu thích. Các ngươi cũng không nên đem cái gì cũng xem như bảo bối, có lẽ trong mắt người khác chỉ là rác rưởi mà thôi, hơn nữa ta cũng không có hứng thú quá lớn. Bảo bối trong mắt chúng ta đối với ngươi chỉ là rác rưởi. Thật đúng là khẩu khí thật lớn. Lục Bá Hậu rốt cục nhìn không được, phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm nói, luyện dược sư nếu như chỉ là ngươi nghiệp dư yêu thích mà nói, ngươi có thể đi đến nơi này. Ăn thua gì đến chuyện của ta, ta đến đây là do có người muốn ta đến mà thôi. Ngươi cho rằng ta rất muốn vào à? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Sau đó hơi không kiên nhẫn khoát tay một cái nói, được rồi, cho ta sử dụng một lần cơ hội miễn xong kia, sau đó đưa ta ra ngoài, ngươi và ta đều không nên lãng phí miệng lưỡi. Ngươi trẻ tuổi nóng tính là không sai, nhưng ngươi cũng không nên không coi ai ra gì. Trương Văn Cẩn cũng lộ ra vẻ không thích. Không phải ta không coi ai ra gì. Là các ngươi quá cho bản thân ra gì, không phải liền là một chút người chết à, ta chỉ nghe nói qua người sống đùa giỡn người chết, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua người chết đùa giỡn người sống. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, nói ra, cho dù có người nguyện ý bị các ngươi đùa giỡn, người kia cũng không phải ta. Hừ, mồm mép khéo léo, ngươi đã muốn sử dụng một lần cơ hội miễn xong, vậy thành toàn cho ngươi. Lục Bá Hậu rốt cuộc chịu đựng không nổi lửa giận. Trong nháy mắt điểm ra, hư không lần nữa xuất hiện một đạo quang môn, Tiêu Phàm nhìn mấy người một cái, hết sức trịnh trọng nói, lần này, ai cũng đừng lôi kéo ta. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm một cái lắc mình liền xông vào bên trong quang môn. Tiêu Phàm trong nháy mắt biến mất, quang môn khép kín, ba người nhìn qua nơi Tiêu Phàm, thật lâu thất thần, bọn hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà thực đi. Lẽ nào có cái lý ấy, tiểu tử này quá không coi ai ra gì. Người như vậy coi như trở thành đỉnh cấp luyện dược sư đoán chừng y đức cũng không được tốt lắm. Lục Bá Hậu phẫn nộ nói. Kỳ thật hồi tưởng một chút ta cũng cảm thấy hắn không có nói sai. Trương Văn Cẩn suy nghĩ một chút nói, có lẽ không phải hắn không coi ai ra gì, mà là chúng ta quá cho bản thân ở trên cao. Ta nói lão Trương, thời điểm gì ngươi rèm pha bản thân như thế? Chúng ta vạn năm trước đó chính là người tiếp cận dược thần nhất. Bản thể đoán chừng đã sớm đạt tới cảnh giới cao hơn, để một chút tiểu bối tôn sư trọng đạo, cái này cũng không có cái gì sai. Lục Bá Hậu cau mày một cái. Để tiểu bối tôn sư trọng đạo cố nhiên không có sai, có thể ba người chúng ta lại không dạy hắn cái gì, dựa vào cái gì để hắn tôn sư trọng đạo đây. Phía trước người ở 99 cửa kia đoán chừng còn khắp nơi làm khó hắn, trong lòng hắn có điểm tức giận không phải rất bình thường sao. Trương Văn Cẩn lắc lắc đầu nói. Lão Trương nói đúng,
Huống hồ, trong tình huống bị gây khó khăn đủ đường còn có thể xông đến nơi này, ngươi cho rằng chúng ta nhất định có thể đủ thắng quá hắn sao? Yến các chủ cũng gật đầu. Ngừng lại, hít sâu một cái tiếp tục nói, chúng ta dù sao chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi, những năm này căn bản không có tiến bộ, các ngươi liền có thể cam đoan, nếu để cho các ngươi xông cửa, trên đường bị gây đủ khó khăn đủ các ngươi có thể thuận lợi đến nơi này. Không thể. Hai người lắc đầu, chăm miệng một lời nói ra. Đã như vậy, hắn không đem chúng ta để ở trong mắt cũng rất bình thường, chính như hắn nói, là chúng ta một mực quá đề cao bản thân mà thôi. Nói đến đây, Yến các chủ cũng thật sâu thở dài một hơi. Lục Bá Hậu ngẫm lại nói ra, các chủ, lão Trương, nghe các ngươi vừa nói như thế, ta cảm giác tiểu tử này đoán chừng là thật có thực lực không đem chúng ta để ở trong mắt, khó trách hắn phách lối như thế, so với tà thần tiểu tử năm đó còn phách lối hơn. Ngươi hiện tại minh bạch, đáng tiếc đã trễ, hắn đều đã trở về. Trương Văn Cẩn thật sâu thở dài một hơi. Ai, Lục Bá Hậu cảm xúc xa xút vô cùng, tựa như mất đi một đồ vật rất trọng yếu. Có lẽ còn không muộn. Lúc này, Yến các chủ đột nhiên nói ra, vòng thứ hai cùng vòng thứ ba vẫn là có hy vọng nhìn thấy hắn, đến thời điểm liền đem vạn thánh dược các giao cho hắn. Các chủ, ngươi, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu đồng thời biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sứ mệnh vạn thánh dược các đã đến, lưu ở chỗ này đã không có quá nhiều giá trị, chúng ta đoán chừng cũng rất nhanh sẽ hôi phi yên diệt. Làm sao không thành toàn bọn họ một cái, cũng để cho chúng ta vì quê quán làm chút cống hiến. Yến các chủ thoải mái cười nói. Nhìn đến tâm cảnh chúng ta tu luyện không tới, cùng các chủ so sánh kém xa. Trương Văn Cẩn cười cười. Còn tu luyện cái dám gì, đều tán đi, chỉ là không biết bản thể chúng ta hiện tại như thế nào. Lục Bá Hậu đạm mạc cười một tiếng, khi nhắc tới bản thể bọn hắn, thần sắc lại trở nên ngưng trọng vô cùng. Lại nói Tiêu Phàm tiến vào quang môn, chỉ cảm thấy không gian xung quanh một trận vặn vẹo, thân thể đều kém chút chen bể, trước đó có phúc quang hộ thể còn tốt một chút, nhưng mất đi phúc quang, thực không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Sau một lát, một tia sáng tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm. Truyền tống đóng cửa, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, xuyên thấu qua cái quang môn kia, Tiêu Phàm nhìn thấy vô số tu sĩ đang theo dõi vị trí hắn. Hô một tiếng. Tiêu Phàm từ trong quang môn truyền tống bắn nhanh ra, hô hấp thiếu không khí, Tiêu Phàm lại tham lam mút vào mấy khẩu. Kiếm Hồng Trần đi ra, lúc này mới một ngày không đến thời gian mà thôi, vậy mà đã sớm bị loại, thực lực hắn cố nhiên không tồi, nhưng trình độ luyện dược thật đúng là không phải kém bình thường. Dược võ song tu không ít người, nhưng cả hai đều am hiểu thiên tài quá ít, Sở Đại Thiếu chính là người nổi bật trong đó, tuyệt thế thiên tài hiếm thấy. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, phần lớn người lộ ra vẻ khinh bỉ, bất luận là người cổ thành Sở gia hay là cửu vực tu sĩ, Tiêu Phàm cũng không thiếu đắc tội bọn hắn. Đầu tiên là khiêu khích trẻ tuổi một đời cổ thành Sở gia, lại trấn nhiếp thiên tài luyện dược sư cửu vực, những người này có thể ước gì nhìn Tiêu Phàm xấu mặt, mà hiện tại chính là một cái cơ hội rất tốt. Cảm thụ đến ánh mắt đám người trào phúng, Tiêu Phàm cau mày một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Cùng người như vậy cãi lại có ý gì đây? Không biết kiếm thiếu hiệp xông qua bao nhiêu cửa. Trong đám người vẫn có người nhìn không được lớn tiếng kêu lên, sợ đắc tội Tiêu Phàm, còn chỉ dám truyền âm, bất quá ngữ khí bên trong đều là vẻ trào phúng. Tiêu Phàm liếc nhìn đám người một cái, đáp lại thanh âm nói, ta thông hết cửa, ngươi tin không? Ha ha, quả nhiên không hổ là kiếm thiếu hiệp, thực lực siêu quần, trình độ khoác lác cũng rất lợi hại nha. Đó là khẳng định, nói không chừng kiếm thiếu hiệp còn là một vị dược thần trong truyền thuyết. Hắn nếu là dược thần trong truyền thuyết, Sở gia ta vẫn là thần tộc. Thông qua 100 cửa, mặc dù quả thật có người thông qua 100 cửa, thế nhưng người ấy khẳng định không phải Kiếm Hồng Trần hắn. Thứ bậc kết thúc vòng đấu tự nhiên biết rõ là ai, đến thời điểm đó chính là hung hăng đánh hắn mặt. Nghe được thanh âm Tiêu Phàm, đám người không kiêng nể gì cả trào phúng lên. Bọn hắn nơi nào sẽ tin tưởng trình độ luyện dược của Tiêu Phàm. Lúc đầu mặc dù thắng trẻ tuổi một đời Sở gia tuyển ra 3 người, nhưng phần lớn người cho rằng Tiêu Phàm chỉ là mưu lợi mà thôi, cũng không có thể hiện quá nhiều thực lực. Tùy các người, Tiêu Phàm lơ đễnh nhún nhún vai, dù là muôn người mắng mỏ, hắn cũng bình tĩnh như tùng. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền quay người rời đi,
vòng thứ nhất đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian mới kết thúc, hơn nữa trước khi bước vào vòng thứ hai cũng sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thời gian sau nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm liền trở lại chỗ ở, khiến hắn thất vọng là Hề lão cũng không xuất hiện. Đoán chừng Hề lão cho là ta còn đang thi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, gần đây vì sự tình cha mẹ mà tương đối nóng nảy, xem ra vẫn là tu luyện tâm cảnh còn chưa đủ. Thôi, dù sao còn có không ít thời gian, vậy thì tìm kiếm pháp tu luyện một chút đi, mặc dù hiện tại không cần quá mức nhuần nhuyễn một chiêu thức, nhưng tu luyện nhiều một chút không có chỗ hại. Tiêu Phàm bình tĩnh suy nghĩ. Sau đó tâm thần nhanh chóng chìm vào bên trong tu la truyền thừa, lần trước tìm không ít chiến kỹ, hắn đều không hài lòng, cuối cùng chỉ là dung hợp vô tận chi kiếm. Vô tận chi kiếm uy lực ngược lại là không yếu, tương đương với uy lực chiến kỹ cửu phẩm cao cấp, nhưng không thể dung nhập càng nhiều kiếm pháp như lúc trước, uy lực không cách nào tăng lên. Đối chiến thánh hậu kỳ, vô tận chi kiếm tạm thời còn có thể đối địch, nhưng nếu như đánh nhau với chiến thánh đỉnh phong mà nói, vậy thì có chút quá sức. So với uy lực sát na phương hoa, vô tận chi kiếm vẫn còn có chút không bằng, đối mặt với chiến thánh đỉnh phong, Tiêu Phàm bây giờ có thể dùng cũng chỉ có sát na phương hoa. Tiêu Phàm rất rõ ràng, chiến kỹ cùng công pháp đều tinh, không nhiều nhưng mấu chốt là thập trọng vô tận chiến quyết cần hắn tự mình lĩnh ngộ. Chỉ có dung hợp vô số công pháp và chiến kỹ, Tiêu Phàm mới có thể tìm tới phương thức thích hợp nhất tự mình tu luyện, từ đó khép lại tàn niệm một đời tu la điện chủ, sáng tạo ra thập trọng vô tận chiến quyết của bản thân hắn. Bất quá, đây là một quá trình cực kỳ dài lâu, muốn đột phá chiến thần cảnh, công pháp cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất là một khỏa vô địch tu luyện chi tâm. Cách một bước này, Tiêu Phàm còn cần tôi luyện quá nhiều. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cục tìm tới một bản chiến kỹ không trọn vẹn tên là Sát Thần Thất Thức, bất quá bên trong tu la truyền thừa vẻn vẹn ghi lại ba thức phía trước. Dẫn ra lấy vô tận chiến điển tu luyện mấy cái thời điểm, lấy thiên phú Tiêu Phàm thậm chí ngay cả nhập môn đều không vào, có thể nghĩ thức độ tu luyện Sát Thần Thất Thức cực khó. Không hổ là chiến kỹ thần giai, cho dù là tàn thức đều gian nan như thế. Tiêu Phàm thở dài. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái, hắn tu luyện tu la tam kiếm đệ tam kiếm diệt thần không phải cũng tốn thời gian rất lâu mới chạm tới ngưỡng cửa sao. Hơn nữa cái này còn là bởi vì hắn biết kiếm phổ hoàn chỉnh của tu la tam kiếm, hiện tại Sát Thần Thất Thức ngay cả tổng cương đều không có, coi như tu luyện thành công đoán chừng cũng chỉ có thể tu luyện phiên bản đơn giản hóa. Ta vẫn là vì cái trước mắt. Tiêu Phàm hít sâu một cái, rất nhanh liền bình phục suy nghĩ, sự tình những ngày qua quá nhiều, liền thời gian tu luyện hắn đều không có, một mực không có lĩnh ngộ chiến kỹ. Về phần thập trọng vô tận chiến quyết, Tiêu Phàm càng là một điểm đầu mối đều không có, cũng may hắn cách một bước kia còn đường rất dài phải đi, cũng không cần nhất thời vội vã. Tiêu Phàm phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi đứng dậy, đột nhiên Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, sau đó đi ra ngoài, lại nhìn thấy Hề lão đang trong đại điện chờ lấy hắn. Nghe nói người từ bên trong vạn thánh dược các đi ra, không nghĩ tới là thật, xông đến cửa thứ mấy. Hề lão trước tiên mở miệng nói, trên mặt đều là nụ cười hiền lành. Ta nói ta xông qua 100 cửa, Hề lão tin không? Tiêu Phàm cười cười. Ta tin. Hề lão đầu tiên là sững sờ, sau đó hết sức trịnh trọng gật đầu. À, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Hề lão, phải biết, người khác nghe hắn nói như vậy đều nhìn hắn giống như kẻ ngu, lại càng không cần phải nói tin tưởng hắn. Tu La Điện Điện Chủ, vô luận sáng tạo kỳ tích như thế nào, ta đều tin tưởng. Hề lão cười tủm tỉm nói, đối với Tiêu Phàm hắn tràn ngập tự tin, lại nói, huống chi, không lâu trước đó thật có người xông qua 100 cửa, người này là người rất bình thường. Tiêu Phàm không có tiếp tục dây dưa vấn đề này, hỏi, Hề lão, mệnh chọc chi khí có mang đến không? Năng lực ta có hạn, chỉ có thể mang đến nhiều như vậy. Hề lão trong bàn tay lấy ra một đoàn sương mù màu máu. Tiêu Phàm không hề nghĩ ngợi, há miệng hút vào, đoàn mệnh chọc chi khí kia lập tức bị Tiêu Phàm hút vào trong miệng, hắn lập tức khoanh chân ngồi tại chỗ, liền bắt đầu luyện hóa. Kém chừng nửa canh giờ, Tiêu Phàm mới dừng lại, cau mày. Thế nào? Hề lão lo lắng hỏi. Điểm ấy mệnh chọc chi khí đối với ta đã không có một chút tác dụng nào. Tiêu Phàm lắc đầu, hít sâu một cái nói, Hề lão, có thể trực tiếp mang ta đi sở ra phong ấn chi địa hay không?
Hiện tại, Hề lão kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn rất muốn cự tuyệt nhưng ánh mắt Tiêu Phàm kiên định tới cực điểm, hơn nữa Hề lão lại muốn để Tiêu Phàm hỗ trợ giải quyết vấn đề, trong lúc nhất thời không tiện cự tuyệt. Không sai, chính là hiện tại, vừa vặn cách vòng thứ hai vạn thánh dược điển còn có một chút thời gian, ta muốn thử nghiệm một ranh giới cuối cùng ở nơi đó. Tiêu Phàm gật đầu nói. Nhìn thấy Hề lão lo lắng, Tiêu Phàm lại vội vàng nói, Hề lão, ngươi yên tâm, ta không chỉ vì cái trước mắt, ta mà chết, ai tới cứu cha mẹ ta đây? Trong lòng Hề lão trầm ngâm, hắn phân tích lợi và hại khi Tiêu Phàm tiến vào phong ấn chi địa, hồi lâu mới nói, được, ta có thể dẫn ngươi đi, bất quá ngươi đáp ứng ta, nếu như thân thể tiếp nhận không được, nhất định trước tiên đi ra, ta giúp ngươi ngăn cản mệnh chọc chi khí. Được, Tiêu Phàm không chút do dự gật gật đầu. Đi theo ta. Hề lão quay người mang theo Tiêu Phàm rời đi. Giờ phút này đã là đêm tối, bất qua cổ thành Sở Gia vẫn sáng như ban ngày, nhất là vị trí vạn thánh dược các, giống như một vòng bạch sắc thái dương, đem mấy trăm dặm bốn phía xung quanh đều chiếu sáng vô cùng. Hề lão mang theo Tiêu Phàm vòng qua từng đợt cung điện, xuyên toa đêm tối, tốn mấy canh giờ, hai người rốt cục nhảy qua trung thành. Mặc một bộ áo bào đen, bọc lấy bản thân. Hề lão nói ra. Tiêu Phàm gật đầu, hắn biết rõ Hề lão lo lắng cái gì, vì ngăn ngừa phiền phức không cần thiết, hắn tự nhiên chỉ có thể làm theo. Dưới sự hướng dẫn của Hề lão, hai người tiến vào nội thành, xuyên qua tầng tầng ngăn cản, cuối cùng tiến vào bên trong một vùng núi, sơn mạch đen kịt vô cùng, giống như từng đầu man hoang dã thú hung mãnh ẩn núp. Tiêu Phàm cảm thụ đến từng đạo hồn lực ba động, đó là hồn giới to lớn, bao phủ cả ngọn núi. Người bình thường đoán chừng tới nơi này liền sẽ xúc động một chút cấm chế. Bất quá có Hề lão dẫn đầu, hai người ngược lại là bình yên vô sự tiến vào chỗ sâu sơn mạch, trên đường Tiêu Phàm có thể cảm thụ đến âm thầm có mấy cỗ khí tức cường đại tập trung vào bọn hắn. Tiêu Phàm biết rõ, nếu như không phải có Hề lão ở chỗ này, đoán chừng đã sớm giết hắn, hắn cũng căn bản không có khả năng tới nơi này. Hề lão, nơi này là chỗ nào? Người không phải nói đi phong ấn chi địa sao? Tiêu Phàm nhìn không được truyền âm hỏi. Nơi này là cấm địa Sở Gia, trong phạm vi 500 dặm đều có người trông coi, phong ấn chi địa tại chỗ sâu nhất cấm địa, không sai biệt lắm còn có 50 dặm, người hiện tại cảm thụ có gì khác biệt không? Hề lão đáp. Khác biệt, Tiêu Phàm cau mày một cái, sau đó nhắm lại hai mắt, cẩn thận cảm thụ một cái, mấy tức về sau, hắn đột nhiên mở ra hai mắt. Nói, nơi này thiên địa linh khí càng ngày càng mỏng manh, hơn nữa càng đi vào chỗ sâu càng ít, vài dặm có hơn đã có mệnh chọc chi khí đang khuếch tán. Không sai, mệnh chọc chi khí đã khuếch tán, không bao lâu liền sẽ từng bước xâm chiếm tất cả hồn giới, đến thời điểm đó ai cũng ngăn cản không nổi. Thần sắc Hề lão vô cùng ngưng trọng nói. Đi thôi, đi bên trong nhìn xem. Tiêu Phàm gật đầu, hắn trong lòng đối với cấm địa Sở Gia cũng thập phần tò mò. Đương nhiên, hắn lo lắng hơn là an nguy mẫu thân hắn. Dưới sự hướng dẫn của Hề lão, Tiêu Phàm tiếp tục thâm nhập sâu, bất quá tốc độ hai người rõ ràng chậm lại không ít, đề phòng nhìn chằm chằm tứ phương. Có thể cảm thụ rõ ràng thiên địa linh khí bốn phía đang không ngừng giảm bớt, thời gian không đến nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm rốt cuộc cảm thấy không còn bất luận thiên địa linh khí nào tồn tại. Chiếm lấy là sương mù màu máu chậm rãi hủ thực huyết khí Tiêu Phàm. Bất quá hắn nắm giữ bất hủ lĩnh vực còn không đem chút mệnh chọc chi khí ấy để vào mắt. Hề lão, người lúc trước đưa ta mệnh chọc chi khí chính là ở chỗ này. Tiêu Phàm ngưng tiếng hỏi, hắn phát hiện sắc mặt Hề lão trở lên khó nhìn, có chút tiếp nhận không được. Năng lực ta có hạn, chỉ có thể vào phong ấn chi địa chừng một dặm, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, ngược lại có thể đi vào một lần. Hề lão gật gật đầu. Nơi này chính là phong ấn chi địa. Ngài còn đi vào, Tiêu Phàm xù lông, kinh ngạc nhìn tứ phương, vừa nãy cũng liền đi qua mấy đạo hồn giới mà thôi, làm sao đột nhiên liền đã là phong ấn chi địa. Ngừng lại, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lại nói có vẻ như phong ấn chi địa cũng không có cái gì khủng bố. Người bây giờ không cảm thấy khủng bố là bởi vì nơi này cách mỗi một đường thì có một đạo hồn giới, nơi đây đã có 44 vị trí hồn giới, phong ấn chi địa tổng cộng có 49 hồn giới. Một khi năm đạo hồn giới cuối cùng phá hư, toàn bộ cổ thành Sở Gia đều sẽ gặp nạn, năm đó ta may mắn đi vào một lần, mặc dù thành công nhưng cũng là cực hạn. Thần sắc Hề lão vô cùng trịnh trọng, cười khổ lắc đầu.
Tiêu Phàm mị mị hai mắt, tay phải xoa cằm suy nghĩ, 49 hồn giới bây giờ chỉ còn lại 5 đạo không có mệnh chọc chi khí, xác thực rất nguy hiểm, mà khi mệnh chọc chi khí nồng đậm tới trình độ nhất định, lúc nào cũng có thể công phá hồn giới. Hắn cũng biết rõ tình huống Hề lão, mặc dù không biết hắn vì gì sống mấy trăm năm nhưng huyết khí hắn thập phần mỏng manh. Mà mệnh chọc chi khí tiêu hao chính là huyết khí, không phải người bình thường có thể ngăn cản được, cho dù là chiến thánh đoán chừng cũng chỉ có thể mặc cho ô chọc chi khí từng bước xâm chiếm. Hề lão có thể kiên trì đến nơi này đã đủ để chứng minh thủ đoạn hắn cực kỳ bất phàm. Hề lão, vậy ngươi ở tại nơi này, ta thử xem cực hạn của ta đến cùng ở nơi nào. Tiêu Phàm gật đầu nói. Hắn muốn điều tra tình huống xung quanh, nhưng mà hồn lực vừa mới lan tràn ra không đến 4-5 trượng liền bị mệnh chọc chi khí ăn mòn. Phải biết, hồn lực của Tiêu Phàm là tu la thần lực ngưng tụ mà thành, so với hồn lực những người khác càng cứng cỏi hơn rất nhiều, đến hắn đều ngăn cản không nổi, lại càng không cần phải nói những người khác. Bất quá hắn có thể xác định một chút chính là chỉ cần thành công đến nơi này, người Sở gia muốn âm thầm theo dõi hắn cũng không có khả năng. Nhất định phải cẩn thận, nếu như phát hiện nơi không thích hợp, lập tức lui đi ra. Hề lão ân cần nhắc nhở nói. Hắn mặc dù không muốn Sở gia diệt vong như vậy, nhưng không muốn Tiêu Phàm ở chỗ này xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hề lão yên tâm đi, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Tiêu Phàm gật đầu, hắn mặc dù rất muốn đi vào cứu mẫu thân hắn, nhưng cũng biết không thể vội vàng sao động, mệnh chọc chi khí không phải nói đùa. Hắn mặc dù có thể ngăn cản thậm chí luyện hóa mệnh chọc chi khí mỏng manh, nhưng nếu như mệnh chọc chi khí đạt tới nồng độ nhất định, hắn cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm liền hướng phía trước đi đến, nơi này hồn giới chỉ có thể ngăn cản loại hình thiên địa linh khí, đối với thực vật cũng không có quá nhiều tác dụng. Tiêu Phàm rất nhanh liền xâm nhập khoảng 10 dặm, xuyên qua tầm 10 hồn giới, bất quá hắn rốt cục dừng chân. Nơi này mệnh chọc chi khí cho dù Tiêu Phàm cũng có chút tiếp nhận không được, hắn xếp bằng tại chỗ, quanh thân bốc lên quang mang nhàn nhạt màu xám trắng, rất hiển nhiên là bất hủ chi lực. Bất hủ chi lực so với trước đó cường đại hơn không ít, điểm này Tiêu Phàm cũng phát hiện, mệnh chọc chi khí đối với rèn luyện bất hủ chi lực có chỗ tốt rất lớn. Bên ngoài quang mang màu xám trắng, huyết sắc mệnh chọc chi khí không ngừng công kích tới Tiêu Phàm, tựa như muốn đem quang mang màu xám trắng thôn phệ. Bất quá, Tiêu Phàm lĩnh ngộ bất hủ chi lực cũng không yếu, vậy mà ẩn ẩn có thể cùng mệnh chọc chi khí chống lại, hơn nữa Tiêu Phàm còn có thể dẫn từng đạo mệnh chọc chi khí dung nhập thể nội, rèn luyện kinh mạch toàn thân. Mệnh chọc chi khí này người khác tránh như xà hạt, mà ta vẫn có thể rèn luyện bất hủ chi lực, thật đúng là cổ quái. Trong lòng Tiêu Phàm thập phần buồn bực. Hắn muốn từ bên trong tu la truyền thừa tìm ra đáp án, nhưng mà cuối cùng vẫn làm hắn thất vọng. Bên trong tu la truyền thừa cũng chỉ giới thiệu những thứ có quan hệ với mệnh chọc chi khí cùng chú ý, cái khác cũng không có quá nhiều miêu tả. Dù là Hề lão như vậy, có thể ngăn cản mệnh chọc chi khí cũng thập phần không dễ, lại càng không cần phải nói hắn có thể trực tiếp luyện hóa. Không sai biệt lắm nửa ngày, Tiêu Phàm phát hiện mệnh chọc chi khí nơi này đối với hắn đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn lại đứng dậy, tiếp tục tiến lên. Bước qua một tầng hồn giới. Nơi này mệnh chọc chi khí càng thêm nồng đậm, cho dù là hắn cũng thiếu chút ăn thiệt thòi nhỏ. Nơi này mới là đạo hồn giới thứ 30, mệnh chọc chi khí liền đậm đà như vậy, chỗ sâu nhất rất kinh khủng. Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, không biết mẫu thân ở tầng nào. Tiêu Phàm không dám tùy tiện xâm nhập trong đó, mệnh chọc chi khí nơi này đã có chút không chịu đựng nổi, huống chi chỗ càng sâu. Sau đó hắn lại bắt đầu tu luyện. Thẳng đến khi có thể hoàn toàn ngăn cản tầng mệnh chọc chi khí này, lần này hắn tốn ròng rã một ngày. Như thế đi tiếp, vòng thứ 2 vạn thánh dược điển có lẽ liền bỏ lỡ. Tiêu Phàm cau mày một cái, mặc dù Hề lão chỉ muốn để hắn tham gia, cũng không nhất định muốn hắn lấy được thành tích nhưng trong lòng Tiêu Phàm vẫn còn có chút băn khoăn. Vẫn là an nguy của mẹ trọng yếu nhất, sự tình Hề lão về sau đền bù tổn thất a. Tiêu Phàm khẽ cắn môi. Vùi đầu tiếp tục tiến lên. Tầng thứ 30 lại tốn hơn một ngày, tầng thứ 31 ròng rã tốn 2 ngày. Tầng thứ 32 đến cùng có vào hay không đây? Tiêu Phàm đứng ở biên giới hồn lực tầng 31 cùng tầng 32, thần sắc lấp lóe không yên. Giờ phút này, sắc mặt Tiêu Phàm đã hơi trắng bệch,
thời gian dài luyện hóa mệnh chọc chi khí đã vượt qua cực hạn Tiêu Phàm. Hiện tại thân thể hắn đã có chút suy yếu, hắn không có 10 phần nắm chắc có thể tiếp tục tiếp nhận mệnh chọc chi khí tầng thứ 32 ăn mòn. Mặc kệ, thử lại lần nữa, nếu như ngăn cản không nổi, đến thời điểm đó rời đi cũng không muộn. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, lần nữa hướng về phía trước đi đến. Hô hô, một cỗ sương mù màu máu nồng đậm tới cực điểm đập vào mặt, Tiêu Phàm còn không có chuẩn bị sẵn sàng, liền bị vô tận mệnh chọc chi khí nuốt chửng lấy. Tiêu Phàm có loại xúc động chửi mẹ, trước đó hắn trải qua mệnh chọc chi khí cùng cái này so sánh chênh lệch cách quá xa. Nếu như trước đó chỉ là một dòng suối nhỏ, nơi này mệnh chọc chi khí căn bản chính là biển cả, không phải mỗi một tầng mệnh chọc chi khí đều là tăng lên sao? Mệnh chọc chi khí tầng thứ 32 so với tầng 31 gia tăng cũng quá nhiều. Đột nhiên, phía sau Tiêu Phàm truyền đến ầm một tiếng, chỉ thấy đạo hồn giới sau lưng trực tiếp phá vỡ, mệnh chọc chi khí như hồng thủy vỡ đê nghiêng mà ra. Không thể nào, Tiêu Phàm mắt trợn tròn, hắn rốt cục biết rõ tại sao nơi này mệnh chọc chi khí đậm đà như vậy, đó là bởi vì tất cả hồn giới phía trước cũng đã bị mệnh chọc chi khí phá tan. Hắn thầm mắng không thôi. Hồn giới sớm không phá, muộn không phá, vì cái gì hết lần này tới lần khác đúng lúc này phá đây. Giờ phút này hối hận đã không có ý nghĩa, Tiêu Phàm chỉ có thể nhấc chân chạy, nhanh chóng hướng về bên ngoài phóng đi. Giờ phút này hắn cảm giác được huyết khí bản thân đang nhanh chóng trôi qua, khuôn mặt hắn đều trở lên già nua. Răng rắc, đan điền vỡ ra, Tiêu Phàm thật giống như bị một đạo lôi điện đánh trúng, đan điền vỡ ra đại biểu cái gì hắn rất rõ ràng. Đó tương đương với việc biến thành phế nhân. Trước khi đột phá chiến vương cảnh, phế bỏ tu vi một người chỉ cần phế bỏ đan điền người này liền có thể, hiện tại đan điền hắn không phải liền là loại tình huống này sao? Chẳng lẽ ta bị phế? Trong lòng Tiêu Phàm gào thét, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin. Bình tĩnh một chút, đan điền ta vốn không tồn tại, chỉ một cái không gian mà thôi, không gian còn không bị phá toái, ta vẫn là chiến thánh cảnh như trước. Tiêu Phàm cưỡng ép bản thân bình tĩnh xuống. Hắn cũng coi là người qua quỷ môn quan nhiều lần, tâm tính vẫn hết sức trầm ổn. Sử dụng một cái hồn lực, Tiêu Phàm vui mừng là hắn vậy mà vẫn có thể phát huy ra lực lượng. Mệnh chọc chi khí điên cuồng tràn ngập không gian đan điền của ta, nhất định phải lập tức rời nơi này, trở về lại nghĩ biện pháp chậm rãi khôi phục không gian đan điền. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, hắn giờ phút này đã tương đương với một tiểu lão đầu. Bất hủ chi lực cùng tu la chi lực điên cuồng ngăn cản mệnh chọc chi khí thôn phệ, bước chân hắn cũng chậm lại, một đường cự ly vậy mà tốn dòng dã nửa chén trà nhỏ thời gian. Lúc vượt qua hồn giới tầng thứ 32, thân thể Tiêu Phàm lại cũng không chịu nổi, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Hồn giới phía sau hắn mãnh liệt rung động một cái, làm hắn nhẹ thở phào là hồn giới tầng này vẫn ngăn trở mệnh chọc chi khí tiếp tục khuếch tán. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ hồn giới này vỡ nát là sự tình sớm muộn. Muốn luyện hóa mệnh chọc chi khí nhất định phải mượn nhờ đồ vật khác luyện hóa mới được. Tiêu Phàm nhìn vào không gian đan điền, bên trong đã tràn ngập mệnh chọc chi khí nồng đậm huyết sắc. Hơn nữa, mệnh chọc chi khí trùng kích vào, bốn phía đan điền liệt phùng càng ngày càng nhiều, như thế tiếp tục thì toàn bộ không gian đan điền sẽ bị phá thành mảnh nhỏ. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng không gian đan điền một khi hoàn toàn bị vỡ ra, hắn sẽ biến thành bộ dáng gì, tu vi hoàn toàn không có hoặc là tử vong. Tiêu Phàm cũng không sợ chết, nhưng chết như vậy cũng quá biệt khuất, hắn trước tiên nghĩ đến chính là mượn nhờ các ngoại lực bạch thạch đến trợ giúp luyện hóa mệnh chọc chi khí. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị giải trừ phong ấn bản thân, lại phát hiện phong ấn căn bản bất động. Nếu như nói trên đời này còn có cái gì so với cái này càng quan trọng, vậy cũng chỉ có phong ấn bản thân, sau đó không cách nào giải trừ phong ấn. Tiêu Phàm có loại xúc động muốn thổ huyết, chuyện này là sao, mua dây buộc mình sao? Tâm thần hắn vội vàng đắm chìm trong không gian đan điền, lại phát hiện bạch thạch thả xuống từng đạo bạch sắc quang mang, đem u linh chiến hồn, vô tận chiến hồn, càn khôn định thiên đỉnh, tỏa hồn châu, vô tận chiến điển cùng tu la kiếm tất cả đều che đậy ở trong đó. Mặc cho mệnh chọc chi khí trùng kích như thế nào đều không làm gì được nó. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm hoàn toàn xem không hiểu, bạch thạch vậy mà tự động bảo vệ đồ vật khác, nhưng lại mặc cho mệnh chọc chi khí tàn phá bừa bãi. Tạch 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 bên trong không gian đan điền xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rạn, liền tựa như băng tinh vỡ vụn,
toàn bộ mảnh vỡ không gian hóa thành từng khỏa cát sỏi nhỏ bé, hướng về trung ương dựa sát vào. Hơn nữa, bên trong liệt phùng toát ra từng tia sương mù màu xám trắng bao phủ cả vùng không gian, quỷ dị là sương mù màu trắng vậy mà từng bước xâm chiếm mệnh chọc chi khí. Không sai, Tiêu Phàm không nhìn lầm, sương mù màu xám trắng xác thực thực sự thôn vệ mệnh chọc chi khí, Tiêu Phàm sớm đã nhìn mắt trợn tròn, vẫn còn có đồ vật coi mệnh chọc chi khí là đồ ăn. Sau một lát, sương mù màu máu liền bị sương mù màu xám trắng thôn vệ không còn, trong lòng Tiêu Phàm đột nhiên có loại cảm giác vắng vẻ. Sương mù màu xám trắng sau khi thôn vệ mệnh chọc chi khí thì trở lên càng nhiều hơn. Hơn nữa, sinh cơ ta vậy mà lại nhanh chóng tăng cường. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc một trận. Nguyên bản da rẻ cùng tóc hắn tại mệnh chọc chi khí từng bước xâm chiếm, biến khô trắng vô cùng, nhưng mà bây giờ lại đột nhiên phóng sức sống cùng huỳnh quang, liền huyết khí đều mạnh hơn không ít. Cái đồ vật này có thể làm cho ta mạnh lên. Không gian đan điền dù sao đã phá thành mảnh nhỏ, còn không bằng liều mạng. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Sau đó nâng thân thể trầm trọng, một đầu hướng về phía trước đánh tới, xuyên qua hồn giới, vô tận sương mù màu máu hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà đến. Mệnh chọc chi khí điên cuồng rót vào da rẻ Tiêu Phàm, sau đó dọc theo kinh mạch tiến vào trong không gian đan điền của hắn. Không gian đan điền tựa như một cái động không đáy, theo mệnh chọc chi khí tràn vào, không gian đan điền liệt phùng càng ngày càng nhiều, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Phá không gian bích lũy lại hóa thành cát vàng bay đầy trời, hướng về một phương hướng dựa vào, Tiêu Phàm đã bị một màn này làm kinh ngạc đến ngây người. Dù hiện tại hắn đã không có bất kỳ lực lượng gì để phản kháng, cũng không biết cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể mặc cho sương mù màu xám trắng đến luyện hóa mệnh chọc chi khí. Giữa thiên địa gió xoáy vân dũng, vô cùng vô tận mệnh chọc chi khí chút vào thể nội Tiêu Phàm, dù là sương mù màu xám trắng cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Lúc này, tại chỗ sâu nhất phong ấn chi địa, trong không gian vị trí hồn giới thứ hai mệnh chọc chi khí nồng đậm tới cực điểm, đã đạt tới hoàn cảnh thực chất hóa. Nơi này đã không có bất kỳ cái gì sinh cơ, đâu đâu cũng trụi lùi, đỏ tươi như máu. Tựa như đã từng bị máu tươi tưới nước, vô số tuế nguyệt đến nay đều không có khô cạn. Ở nơi này phía trên đất chết, có một đạo thân ảnh dùng quải trượng bằng đá tiến lên, nàng mặc một bộ quần dài trắng rách mướp còn kèm theo dấu vết máu tươi, một đầu tóc trắng choàng sau vai, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Nàng đi một bước đều hết sức gian nan, tựa như lung lay sắp đổ, tay nắm lấy quải trượng khô gầy như củi. Nếp uốn da rẻ bại lộ bên ngoài biểu thị đây là một người già, đã gần đất xa trời. Đương nhiên, có lẽ nàng cũng không phải là một người già, mà là bị mệnh chọc chi khí nơi này thôn phệ huyết nhục tạo thành. Ta nhất định phải kiên trì, lần trước có thể thành công, lần này cũng khẳng định có thể. Thanh âm khàn khàn từ trong miệng lão nhân truyền ra, thanh âm thập phần yếu ớt. Mệnh chọc chi khí hình thành gió lớn không ngừng cổ động, thân hình lão nhân run rẩy càng thêm lợi hại. Còn không có đứng vững liền bị thổi bay ra mấy chục trượng. Khụ khụ, lão nhân ho khan mấy tiếng, nàng bọc mạng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, bất quá một đôi con ngươi sáng tỏ lại cực kỳ lóa mắt. Trường Phong, ta nhất định sẽ sống sót ra ngoài, chờ ta. Lão nhân khẽ cắn môi, tiếp tục tiến lên. Ô ô, đột nhiên, gió bốn phía càng hơn trước đó, lão nhân bị thổi bay về phía sau. Nhìn đến vô cùng vô tận mệnh chọc chi khí hướng về nơi xa dũng mãnh lao tới. Cái quá trình này kéo dài dòng dã nửa canh giờ, trong khi lấy lại tinh thần, sương mù màu máu bốn phía tiêu tán không ít, trong mắt lão nhân lộ ra nét mừng, lần nữa hướng về phía trước. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm chỉ nghe thấy không gian đan điền bản thân truyền đến một tiếng vang giòn cuối cùng, không gian đan điền của hắn triệt để bị phá vỡ, chiếm lấy từng mảnh trắng sương mù màu xám. Bạch Thạch cùng U Linh chiến hồn bọn chúng đều không có bất luận biến hóa gì. Tại bên trong sương mù màu xám trắng có một mảnh cát vàng cũng không sai biệt lắm một trượng, tất cả đều bị cát vàng bao trùm. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt xuất hiện ở bên trên cát vàng, sau một khắc, con người Tiêu Phàm bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện bản thân vậy mà cả người tiến đến. Làm sao có thể, Tiêu Phàm bị dọa đến đặt mông ngã ngồi trên cát vàng. Tựa như gặp quỷ. Bình thường hắn đi tới nơi này cũng chỉ là tâm thần mà thôi, nhưng hiện tại lại là cả người tiến đến, cái này khiến hắn như thế nào không kinh ngạc.
Tiêu Phàm thật lâu không cách nào bình tĩnh, hung hăng bóp bản thân một cái, hắn lúc này mới phát hiện đây là thật. Bên trong nhân thể làm sao có thể tồn tại không gian bí cảnh chân thực như vậy? Đây hoàn toàn chính là thể nội bí cảnh. Tiêu Phàm không khiếp sợ là việc không có khả năng, thể nội bản thân đột nhiên xuất hiện một cái bí cảnh, cái này cũng quá quỷ dị, vô luận là ai đoán chừng đều không bình tĩnh. Tiêu Phàm nắm giữ tu la truyền thừa cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng hắn thật đúng là chưa nghe nói qua sự tình bí cảnh thể nội. Ngược lại, trong sách tra cứu huyễn tưởng tại kiếp trước tại nghe một chút qua dạng sự tình này, bất quá trước kia Tiêu Phàm chỉ là cười một cái, căn bản không tin cái đồ vật này tồn tại. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cục dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía không trung bí cảnh, nơi đó bạch thạch tỏa xuống quang huy chiếu sáng nhàn nhạt mảnh cát vàng này. Tiêu Phàm có thể cảm giác được U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn đang hấp thu bạch sắc quang mang tỏa xuống, trở lên càng ngày càng ngưng tụ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm bắn ra một đạo quang mang vây khốn phong ấn, U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn đột nhiên giải khai. Lực lượng của ta còn, Tiêu Phàm kinh ngạc nói, trên mặt lộ ra vẻ sán lạn. Mặc dù không gặp không gian đan điền, chiếm lấy là mảnh cát vàng này, Tiêu Phàm cố nhiên không hiểu, nhưng coi như bình tĩnh, chỉ cần thực lực bản thân vẫn còn, đồ vật khác liền không tính là gì. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lại đem U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn phong ấn, lực lượng hắn mặc dù không cảm giác được tăng cường, nhưng chẳng biết tại sao ở mảnh cát vàng này, Tiêu Phàm cảm giác bản thân khống chế được tuyệt đối lực lượng. Loại lực lượng này tựa như nắm trong tay một phiến thiên địa, cực kỳ chân thực, cường đại. Có lẽ chờ ta giải khai một lớp phong ấn tu la truyền thừa liền có thể làm rõ ràng bí cảnh thể nội là vật gì. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Hắn ngược lại rất muốn tìm người hỏi một chút, nhưng lại sợ lộ bí cảnh thể nội bản thân tồn tại. Tính, về sau lại hảo hảo nghiên cứu bí cảnh thể nội. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đột nhiên xuất hiện ở ngoại giới. Ngay tại lúc đó, mệnh chọc chi khí nồng đậm mãnh liệt mà ra, Tiêu Phàm bản năng muốn tránh ra, vừa nãy trải qua tất cả, Tiêu Phàm đối với mệnh chọc chi khí đã có chút ít sợ hãi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng hướng về phía sau thối lui, rất nhanh liền rời khỏi phía sau hồn giới, bất quá mệnh chọc chi khí vẫn lượn lờ bên ngoài thân hắn. Làm Tiêu Phàm ngoài ý muốn là mệnh chọc chi khí mặc dù tới gần thân thể hắn cũng dung nhập thể nội, nhưng thân thể hắn căn bản không có bất kỳ dị dạng gì. Hơn nữa, những mệnh chọc chi khí này rất nhanh liền bị sương mù màu trắng đục ngầu trong bí cảnh thể nội nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Mệnh chọc chi khí không làm gì được ta. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, nghĩ vậy trên mặt hắn lộ ra vẻ kích động, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Tiêu Phàm, đột nhiên, một đạo thanh âm hết sức yếu ớt từ đằng xa truyền đến, Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Hề lão một mặt khô gầy gian nan đi tới. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Hề lão, hắn phát hiện hiện tại tình huống Hề lão rất kém cỏi, thể nội khí huyết mỏng manh tới cực điểm. Không giống lần trước, lần này Hề lão hoàn toàn không phải là giả, tựa như tùy thời có thể chết đi. Hề lão, ngài làm sao đến đây? Đầu ngón tay Tiêu Phàm phóng bất hủ chi lực, rót vào thể nội Hề lão, nhanh chóng thôn vệ mệnh chọc chi khí. Ta xem qua vài ngày thời gian, lo lắng an nguy ngươi, lúc này mới tiến đến tìm ngươi, ngươi không sao chứ? Hề lão lo lắng đánh giá Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi xúc động, cảm kích nhìn Hề lão nói ta không sao. Phải biết, thời điểm Hề lão tuổi trẻ mặc dù không sợ mệnh chọc chi khí nhưng hiện tại hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản hơn 40 tầng hồn giới mệnh chọc chi khí. Có thể đi đến nơi này, Hề lão đã coi như là liều mạng, nếu đổi lại một người khác đoán chừng đã sớm chết không thể lại chết. Không có việc gì liền tốt, không cần phải để ý đến ta, ngươi nhanh ra ngoài. Vòng thứ hai vạn thánh dược điển cũng sắp bắt đầu. Hề lão vội vàng đẩy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thật sâu nhìn chỗ sâu phong ấn chi địa một cái, nơi đó nồng đậm sương mù tràn ngập, ánh mắt cũng không nhìn quá trăm trượng. Hắn mặc dù rất muốn lập tức đi vào cứu mẫu thân, nhưng vừa nhìn thấy Hề lão, Tiêu Phàm lại không đành lòng, dù sao Hề lão là vì hắn mới như vậy. Hơn nữa, tình huống Hề lão thập phần hỏng bét, nếu như xử lý trễ, chỉ sợ cách tử vong cũng không xa. Trước tiên đem Hề lão chữa cho tốt rồi nói, dù sao mẹ đã đi vào hơn một tháng, cũng không quan tâm chờ lâu mấy ngày, mẹ, lại kiên trì mấy ngày.
Tiêu Phàm khẽ cắn môi, quay đầu hướng ra ngoài. Rời đi tốc độ rất nhanh, không sai biệt lắm một lúc sau Tiêu Phàm liền xuất hiện ở trong cung điện ngoại thành, vội vàng buông Hề lão xuống, bắt đầu điều tra thân thể hắn. Tiêu Phàm cau mày, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, bởi vì khí huyết Hề lão đã đến biên giới bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt. Làm cho Tiêu Phàm buồn bực nhất là Hề lão không có hồn hải, chỉ là một cái không gian đan điền, loại tình huống này cơ hồ cùng hắn giống nhau như đúc. Tiêu Phàm, không cần phải để ý đến ta, trong thời gian ngắn ta còn chết không được. Hề lão lắc đầu, hắn thân làm luyện dược sư, đối với tình trạng cơ thể bản thân cực kỳ biết. Hề lão, không gian đan điền của ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì, vì cái gì không có hồn hải? Tiêu Phàm vẫn không nhịn được hỏi. Hắn phát hiện bản thân đối với thân thể Hề lão hoàn toàn thúc thủ vô sách, dù là hắn hiện tại đã trở thành cửu phẩm luyện dược sư. Nghe được Tiêu Phàm nói, trong mắt Hề lão đều là vẻ phức tạp, hồi lâu mới thở dài thật sâu, đây không phải không gian đan điền, mà là một cái tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa, Tiêu Phàm kinh ngạc, một mặt mờ mịt, nghi hoặc nhìn Hề lão. Mặc dù ngươi bây giờ còn không chạm đến phương diện này, bất quá nói cho ngươi biết cũng không sao. Hề lão ngừng lại, vẫn nói tiểu thiên địa bình thường đều là hồn hải sau khi vỡ vụn, thần lực tụ mà không tiêu tan, cuối cùng thoái hóa thành đan, ngưng tụ thành một cái tiểu không gian, loại không gian này xưng là tiểu thiên địa, đồng dạng mà nói tiểu thiên địa theo cảnh giới tăng lên, có thể không ngừng biến lớn. Đây là chuyện tốt à? Tiêu Phàm nói ra, thần sắc cực kỳ không bình thường, hắn biết rõ Hề lão khẳng định còn có một chút lời nói còn chưa dứt. Ai? Hề lão thật sâu thở dài một hơi, tiếp tục nói, nếu là chiến thần cảnh trong truyền thuyết nắm giữ tiểu thiên địa đúng là chuyện tốt, bởi vì người nắm giữ tiểu thiên địa cực kỳ thưa thớt, đều là thiên tài vạn người không được một. Nhưng tiểu thiên địa này chỉ có hấp thu thần lực mới có thể trưởng thành, ta căn bản không phải chiến thần cảnh, làm sao có thể để nó trưởng thành. Hơn nữa tiểu thiên địa của ta căn bản không có trở thành chân chính tiểu thiên địa, tối đa chỉ là mầm móng một khỏa tiểu thiên địa mà thôi. Còn không có chui từ dưới đất lên nảy mầm. Bất quá cũng chính là bởi vì mầm móng tiểu thiên địa tồn tại, mệnh chọc chi khí phổ thông căn bản không làm gì được ta. Nghe được Hề lão nói, Tiêu Phàm liền minh bạch, trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh, chiếu Hề lão vừa nói như thế, thể nội bí cảnh ta chính là tiểu thiên địa. Điểm này Tiêu Phàm thập phần chắc chắn, cho là không gian đan điền trước đó chính là bởi vì hồn hải phá toái mới hình thành, điểm này cùng Hề lão nói thập phần ăn khớp. Hơn nữa Tiêu Phàm phát hiện, thể nội tiểu thiên địa của hắn cùng Hề lão xác thực khác biệt, bởi vì những cát vàng đó tồn tại, tiểu thiên địa của Tiêu Phàm có một sợi sinh cơ, mà tiểu thiên địa của Hề lão lại âm u đầy tử khí. Hề lão, có phải chiến thánh cảnh cũng có thể sinh ra tiểu thiên địa hay không? Tiêu Phàm lại nghi hoặc hỏi. Cái kia là không có khả năng, trừ phi chiến thánh cảnh có thể dung luyện thần lực, bằng không không có khả năng sinh ra tiểu thiên địa. Có thể tu luyện ra tiểu thiên địa chỉ có chiến thần. Hề lão thập phần khẳng định nói. Tiêu Phàm nghe vậy, lại càng thêm nghi hoặc, nếu chỉ có chiến thần mới có thể sinh ra tiểu thiên địa, Hề lão ngươi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm lập tức trợn to hai mắt chờ lấy Hề lão, trong mắt đều là vẻ khó tin. Nhìn thấy Tiêu Phàm kinh ngạc, Hề lão đắng chát lắc lắc đầu nói, ngươi đoán không sai, trong một đoạn thời gian ta đã từng xem như chiến thần cảnh. Tiêu Phàm mắt trợn tròn, Hề lão đã từng là chiến thần cảnh. Thế nhưng khí tức Hề lão rõ ràng chỉ là chiến đế cảnh đỉnh phong, một chiến đế cảnh, một chiến thần cảnh, đây chính là ngày đêm khác biệt. Tiêu Phàm thực sự không cách nào đem hai người này liên tưởng đến cùng một chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hề lão. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bình phục suy nghĩ, nhìn Hề lão nói, hắn đột nhiên rơi vào mấy chữ trong đó, nghi hoặc hỏi, Hề lão. Một đoạn thời gian là có ý gì? Còn có thể là có ý gì, chính là một đoạn thời gian. Hề lão tức giận nhìn Tiêu Phàm một cái, thầm mắng tiểu tử này là cố ý đang tố chỗ đau của hắn. Ngẫm lại, Hề lão vẫn nói ra, người biết rõ đột phá chiến thần cảnh cần gì không? Tựa như là lĩnh ngộ áo nghĩa, hồn lực thuế biến thành thần lực, hoặc là trực tiếp luyện hóa thần lực chi tinh. Tiêu Phàm gật đầu nói. Dung hợp ký ức tàn niệm tu la điện chủ đời trước tự nhiên rõ ràng. Bất quá đối với hắn mà nói, còn có một cái yêu cầu, chính là sáng tạo thập trọng vô tận chiến quyết. Không hổ là tu la điện chủ. Hề lão không khỏi trêu chọc Tiêu Phàm một câu,
lại nói, mấy trăm năm trước, ta lĩnh ngộ bất diệt áo nghĩa, sau đó thử nghiệm cô đọng thần lực, ngay từ đầu vẫn là tương đối thuận lợi, sau đó về sau lại phát sinh một chút ngoài ý muốn, cũng trách ta chuẩn bị không đủ. Cái gì ngoài ý muốn? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi, bất quá trong lòng thì kinh dị không thôi, hề lão lĩnh ngộ là bất diệt áo nghĩa chẳng phải là cùng bất hủ lĩnh vực không sai biệt lắm, chỉ là bất diệt áo nghĩa tạm thời cường đại một chút mà thôi. Thần thạch, hề lão thở dài, trong mắt có chút hối hận vẻ, thần thạch cùng hồn thạch không sai biệt lắm, chỉ là bên trong thần thạch ẩn chứa là thần lực, có thể trực tiếp thôn phệ luyện hóa, lúc ấy ta tự cho là may mắn được tầm 10 khối thần thạch liền có thể để bản thân hồn lực thuế biến thành công. Nói đến đây, hề lão ngừng lại nói, thời điểm hồn lực chuyển hóa đến một nửa, ta cảm giác đụng chạm đến biên giới chiến thần cảnh, đáng tiếc thần thạch không đủ, mấy chục năm cố gắng sắp thành lại bại. Trong lòng Tiêu Phàm co lại, cổ quái nhìn hề lão, hắn đều không thể không thừa nhận, hề lão còn không phải là không may. Nếu như hắn có thể tìm đủ nhiều thần thạch, như vậy hiện tại đứng ở trước mặt hắn chính là một tôn cường giả chiến thần cảnh. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận, cuối cùng hề lão vẫn thất bại, trong lòng Tiêu Phàm âm thầm nói cho bản thân, về sau nhất định phải chuẩn bị chu đáo để phóng ra một bước này. Không cần hề lão nói tiếp, Tiêu Phàm cũng biết rõ phát sinh cái gì, thần lực thuế biến thất bại, hồn hải tạo thành không cách nào chuyển hóa thành thần. Sau đó bởi vì hắn lĩnh ngộ bất diệt áo nghĩa, làm thần lực ngưng tụ không tan, lại ngưng tụ thành đan điền, bởi vì hấp thu thần lực cũng liền sinh ra tiểu thiên địa. Nếu như hề lão bây giờ là chiến thần cảnh, đoán chừng tiểu thiên địa đã sớm bắt đầu trưởng thành, đáng tiếc hề lão đột phá thất bại, liền hồn hải đều không có, làm sao có thể tiếp tục đột phá đâu. Trong lúc nhất thời Tiêu Phàm không biết nói cái gì an ủi hề lão, bất quá trong lòng hắn có một vấn đề, hề lão, chẳng lẽ người lĩnh ngộ bất diệt áo nghĩa liền có thể tu luyện ra tiểu thiên địa sao? Làm sao có thể, nếu quả thật là như thế, chẳng phải là người người đều có thể tu luyện tiểu thiên địa. Ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi, đương nhiên hiện tại nhìn đến, ta hoàn toàn là vận khí không tốt. Hề lão đắng chát cười một tiếng. Nếu như có thể đột phá chiến thần cảnh, vậy hắn nhất định là vận khí tốt, nhưng hiện tại không cách nào đột phá, tự nhiên là vận khí không tốt. Tiêu Phàm vừa chuẩn bị mở miệng, hề lão lại nói ra, muốn tu luyện ra tiểu thiên địa thật ra là thập phần gian nan, điểm này ta có thể khẳng định, 100 vạn chiến thần cũng chưa chắc có một người. Ttt Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, tỷ lệ thấp như vậy. Nghe được nơi này Tiêu Phàm càng thêm nghi hoặc, nếu tỷ lệ thấp như vậy, vậy hắn là chiến thánh cảnh làm sao lại tu luyện ra tiểu thiên địa. Tu la thần lực, Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, trong nháy mắt minh bạch cái gì, bản thân hắn sinh ra tiểu thiên địa vừa lúc phù hợp hai điểm hề lão yêu cầu, cái này khiến hắn may mắn sinh ra tiểu thiên địa. Không thấp. Chiến hồn đại lục vài vạn năm lịch sử lại có mấy người có thể sinh ra tiểu thiên địa đâu. Hề lão đầu tiên là một mặt ngạo nghễ, sau đó lại lộ ra vẻ khổ sở, bản thân hắn kỳ thật cũng là mèo mù gặp cá rán, dẫm nhầm cứt chó mà thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, hề lão lại nói, muốn tu luyện ra tiểu thiên địa vận khí là một phần, mặt khác còn cần quyết đoán. Đột phá chiến thần cảnh, hồn lực thuế biến thành thần lực, hồn hải cũng sẽ chuyển hóa thành thần hải. Mà muốn dung luyện tiểu thiên địa, cái thứ nhất muốn hủy diệt chính là thần hải. Bởi vì tiểu thiên địa tu luyện không có bất kỳ công pháp gì, chỉ có thể dựa vào vận khí, rất nhiều người thật vất vả đột phá chiến thần cảnh, lại làm sao có thể cam lòng mất thần hải đây. Không sai, người có thể tự mình đánh nát thần hải quá ít, dù sao đây chính là phế bỏ tu vi bản thân. Tiêu Phàm gật đầu, người như vậy không khỏi là người lực đại phách. Hề lão thở dài. Lại nói, ta đây mấy trăm năm không cách nào tiếp tục đột phá, tu vi ngược lại đang không ngừng hạ thấp, chỉ là cái mạng cũng kéo dài vô cùng, dù chỉ là chiến đế cảnh cũng chết không được. Ách Tiêu Phàm nhất thời im lặng, hắn còn là lần thứ nhất thấy có người ngại bản thân sống quá dài. Vì tìm kiếm phương pháp giải quyết vấn đề bản thân, ta tìm rất nhiều luyện dược sư, tốn mấy trăm năm thời gian, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Về sau ta liền dứt khoát học tập thuật chế thuốc. Bất quá thiên phú không được tốt lắm, tốn mấy thập niên mới đột phá cửu phẩm. Hề lão bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Phàm không nghĩ tới hề lão còn có chuyện cũ dạng này, thật đúng là vượt qua hắn dự liệu. Ngẫm lại, Tiêu Phàm đột nhiên nói ra, hề lão, người có nghĩ tới hủy tiểu thiên địa một lần nữa hay không? Ta thử qua rất nhiều phương pháp,
cũng tìm Túy lão đầu thử qua, đáng tiếc nó quá cứng rắn, chính là hủy không được. Hề lão có chút im lặng nói. Hủy không được, Tiêu Phàm mắt trợn tròn, vừa nghe đến Túy ông, tâm Tiêu Phàm còn mơ hồ đau, trong lòng nói thầm, lúc người sau khi chết sẽ tiến về một thế giới khác, không biết là thật không. Phá rồi lại lập ta nghĩ qua, cũng thử qua rất nhiều. Hề lão gật gật đầu, Túy lão đầu thật ra là một cao thủ tu linh hồn chi lực, phía dưới chiến thần cảnh hắn thuộc về đệ nhất, đến hắn đều hủy không được, ta cũng chỉ có từ bỏ. Lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng trầm tư, nếu như theo hề lão nói, tiểu thiên địa của hắn hiện tại xác thực chỉ là một mầm móng mà thôi, phải có biện pháp cho hắn thôi hóa một cái mới đúng. Liền tựa như không gian đan điền trước đó, không phải cũng chỉ là một mầm móng sao? Hấp thu số lớn mệnh chọc chi khí liền bắt đầu phá toái, sau đó biến thành tiểu thiên địa chân chính, cái này cùng mầm móng phá xác nảy mầm hoàn toàn là một dạng đạo lý. Nếu như nói thiên địa cùng mầm móng trưởng thành có chỗ nào giống nhau, sinh vật trưởng thành cần chất dinh dưỡng, mà thiên địa trưởng thành cần thời gian. Mệnh chọc chi khí có thể giảm bớt thọ nguyên tu sĩ, chẳng phải tương đương với giảm bớt thời gian sống sót sao? Mà cái này đối với thiên địa mà nói, vừa lúc chính là quá trình phát triển. Cho nên mệnh chọc chi khí đối với thiên địa tân sinh mà nói chỉ có thể xúc tiến nó nhanh chóng trưởng thành. Nghĩ vậy, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên nói, hề lão, ta có một loại phương pháp có lẽ có thể thử một lần, nói không chừng có thể hủy đi tiểu thiên địa trong thể nội ngươi. Phương pháp gì, hề lão không chút do dự nói ra, lộ ra kích động. Tiêu Phàm nhìn hề lão kích động trầm ngâm chốc lát, vẫn nói ra, giống như bản thân ngươi suy nghĩ, phá rồi lại lập. Như thế nào phá rồi lại lập, hề lão trợn mắt một cái, giờ phút này mệnh chọc chi khí trong thể nội hắn đã bị Tiêu Phàm rút ra, thân thể cũng không còn suy yếu. Phá rồi lại lập hắn suy nghĩ mấy trăm năm, thế nhưng là tiểu thiên địa trong thể nội quá mức ngoan cố, liền chiến thánh cảnh đỉnh phong đều không phá nổi, hắn cũng không thể làm gì. Duy nhất có một loại phương pháp chưa thử qua chính là giết chết hắn, thế nhưng người sau khi chết, coi như phá vỡ còn có ý nghĩa gì đâu. Ngài không cần nhìn ta như vậy. Tiêu Phàm cười cười, nói, ngài nói tiểu thiên địa kiên cố như là thần binh, chiến thánh cảnh đỉnh phong tự nhiên công không phá được, chỉ có cường giả chiến thần cảnh mới có thể đánh nát. Ngươi nói giống như chưa nói vậy, ta đi nơi nào tìm chiến thần cảnh. Chiến hồn đại lục ngàn năm qua chưa từng thấy chiến thần, coi như ta tìm ra một người, ta không chết đã là may mắn. Hề lão lắc đầu. Không. Có một loại đồ vật cũng có thể công phá tiểu thiên địa. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói ra, thần sắc thập phần kiên định. Hề lão vừa định phản bác, đầu ngón tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một đoàn huyết sắc quang mang nồng đậm tới cực điểm. Mệnh chọc chi khí, hề lão đầu tiên giật mình, sau đó lại lộ ra vẻ thất vọng. Ngài không nên biểu tình thế này, ta biết rõ ngài thử qua loại phương pháp này nhưng thời điểm ngài thử nghiệm. Sợ mệnh chọc chi khí giết ngươi cho nên không dám không kiêng nể gì cả thôn vệ mệnh chọc chi khí, nhưng ngài không thử qua, nếu mệnh chọc chi khí vượt qua cực hạn xông vào tiểu thiên địa của ngươi thì sao? Tiêu Phàm thập phần chân thành nói, một chút cũng không giống nói đùa. Ngươi xác định, hề lão bị nói mặt đỏ tới mang tai, hắn như thế nào không biết ý tứ Tiêu Phàm, không phải là nói hắn ham sống sợ chết, không có chân chính đi thử nghiệm sao? Chỉ là Tiêu Phàm nói rất huyền chuyển mà thôi. Nhưng hề lão làm sao có thể không minh bạch. Xác thực ta không dám nói nhưng ta có thể thử nghiệm một cái, không biết hề lão có dám hay không. Tiêu Phàm cười tủm tỉm lắc đầu. Hắn vẫn có mấy phần lòng tin, dù sao bản thân hắn đã thành công, đương nhiên hắn cũng không dám nói hết, dù sao thể chất mỗi cái nhân lại không giống. Ta có cái gì không dám. Hề lão mặc dù biết rõ Tiêu Phàm là khích tướng hắn, nhưng vẫn thốt ra. Vậy là tốt rồi. Tiêu Phàm gật gật đầu, đột nhiên tay trái lấy ra ba cây kim châm, phong bế tiểu thiên địa của hề lão, đồng thời tay phải chỉ quang đoàn mệnh chọc chi khí đánh vào thể nội hề lão. Mệnh chọc chi khí tựa như một đạo tinh quang xông thẳng bên trong tiểu thiên địa hề lão, phóng tới một điểm. Phân tán mệnh chọc chi khí uy lực có hạn, nhưng mệnh chọc chi khí nồng đậm đến cực hạn uy năng không biết phải lớn gấp bao nhiêu lần. Hề lão bị dọa cho phát sợ, không nghĩ tới Tiêu Phàm quyết đoán như thế. Bất quá vừa nghĩ tới có thể phá vỡ tiểu thiên địa, hề lão liền khẽ cắn môi. Soạt soạt đột nhiên, một thanh âm thanh thúy vang lên, liền tựa như một quả trứng gà vỡ vụn, nghe được thanh âm này,
trên mặt Tiêu Phàm lộ ra ý cười. Mà Hề lão lại kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, sau đó ánh mắt biến ngây dại ra, hiển nhiên là tâm thần hắn chìm vào trong tiểu thiên địa. Làm sao có thể? Hề lão kinh hãi nhìn tiểu thiên địa, tại một góc có lít nha lít nhít liệt phùng, còn có một cái lỗ nhỏ. Trong lỗ thủng tràn ngập ra từng tia sương mù màu xám trắng như có như không, màu xám trắng thập phần huyền diệu, dù là Hề lão đều nhìn không thấu. Nhưng tiểu thiên địa của hắn thực vỡ vụn, sự tình hắn cố gắng mấy trăm năm, hôm nay lại bị Tiêu Phàm phá vỡ. Rất nhanh, tâm thần Hề lão liền rời khỏi tiểu thiên địa, bả vai Tiêu Phàm nắm lấy hơi hơi run rẩy, mấy trăm năm đến nay, Hề lão còn chưa bao giờ kích động như thế. Thực thành công, cảm ơn ngươi, Tiêu Phàm. Hề lão thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống, cái này có thể tương đương với ân tái tạo, tại giới tu luyện, ân tái tạo tựa như phụ mẫu tái sinh, Hề lão không cảm kích là không có khả năng. Phải biết, hắn vì phá vỡ tiểu thiên địa mà tốn mấy trăm năm thời gian, trả giá đắt cũng quá lớn. Bất quá không đợi hắn quỳ xuống liền bị Tiêu Phàm ngăn lại, Hề lão, tuyệt đối không được. Tiêu Phàm, đa tạ ngươi giải khai vấn nạn mấy trăm năm của ta. Hai tay Hề lão kích động có chút phát run. Hề lão, ngài đừng kích động, bây giờ còn chưa thành công đâu. Tiêu Phàm vội vàng nói, không đợi Hề lão mở miệng tiếp tục nói, muốn triệt để đánh nát tiểu thiên địa, ngươi có thể xâm nhập phong ấn chi địa, hấp thu mệnh chọc chi khí, ta tin tưởng, mệnh chọc chi khí không lấy tính mệnh của ngươi. Nghe được Tiêu Phàm nửa đùa nửa thật nói, sắc mặt Hề lão đỏ lên, trong lòng hắn cũng một trận cảm thán. Bản thân đã sớm biết rõ mệnh chọc chi khí tồn tại nhưng lại không biết mệnh chọc chi khí có thể phá vỡ tiểu thiên địa. Ta đây liền đi qua, ngươi là như thế nào nghĩ đến phương pháp này? Hề lão quay người liền chuẩn bị đi, bất quá mới vừa bước đi lại dừng lại hỏi. Tiêu Phàm bảo trì sắc mặt bình tĩnh, hắn tự nhiên sẽ không nói cho Hề lão, tiểu thiên địa bản thân hắn chính là phá vỡ như thế. Cái này còn phải đa tạ ngươi vừa nhắc nhở ta. Ngươi nói tiểu thiên địa chính là mầm móng cần chất dinh dưỡng, đối với thiên địa mà nói, thời gian không phải liền là chất dinh dưỡng tốt nhất sao? Tiêu Phàm đem suy nghĩ bản thân nói một lần. Ta làm sao lại không nghĩ tới đây? Hề lão kích động vỗ trán một cái. Tiêu Phàm âm thầm buồn cười, ngươi nếu nghĩ đến, đoán chừng đã sớm là chiến thần, làm sao có thể đứng trước mặt ta đây? Giờ phút này Hề lão liền tựa như một đứa bé, cười không ngậm miệng được. Đổi lại là ai cũng sẽ vô cùng kích động. Hắn bây giờ là chiến đế cảnh đỉnh phong, có lẽ không đến mấy năm, chiến hồn đại lục lại sẽ có một tôn chiến thần, hơn nữa còn là thiên tài chiến thần, dù sao, Hề lão là người nắm giữ tiểu thiên địa. Tiêu Phàm, ta xem ngươi đối với vạn thánh dược điển không có quá nhiều hứng thú, bất quá ta vẫn nhắc nhở ngươi tham gia một cái, nếu như có thể được ba hạng đầu, sẽ có chỗ tốt không tưởng được. Hề lão đã không kịp chờ đợi tiến về phong ấn chi địa. Chỗ tốt gì, thần sắc Tiêu Phàm như thường, trước lúc sấm quan, một bạch y nữ tử nói thông qua trăm quan sẽ có chỗ tốt, cuối cùng không phải là kém chút hủy bỏ tư cách của hắn. Nếu như không phải Hề lão nói như vậy, Tiêu Phàm thật đúng là không muốn tham gia, hắn rất không muốn bị những người tự cho là đúng đó đổ giận lên mình. Bất quá vừa nghe đến Hề lão bảo hắn tham gia vạn thánh dược điển cũng không phải là vì Hề lão, mà là vì hắn suy nghĩ, trong lòng Tiêu Phàm cũng có chút ấm áp. Chỗ tốt chính là vạn thánh dược các, Hề lão nói ra, ta năm đó từng tiến vào phong ấn chi địa, biết rõ một chút bí mật. Vạn thánh dược các kỳ thật chính là một trong lực lượng dùng để trấn phong phong ấn chi địa. Phong ấn chi địa bây giờ tràn ngập mệnh chọc chi khí, vạn thánh dược các đoán chừng là ngăn cản không nổi. Mà vạn thánh dược các đã từng là một trong chí bảo dược thần cốc, bên trong có vô số bảo bối cùng tài phú, đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn. Như thế ta còn phải tham gia. Tiêu Phàm tay phải xoa cằm, lộ ra hình dạng trầm tư. Tu La Điện phát triển cần số lớn tài nguyên, mặc dù trước đó được hơn 4 tỷ cực phẩm hồn thạch cùng đoạt không ít hồn giới đã có thể giải quyết một vài vấn đề. Nhưng muốn để Tu La Điện cường đại như ngàn năm trước đó, vẫn chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Không thể không nói, lời nói Hề lão đối với Tiêu Phàm có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng mà hắn càng lo lắng an nguy của mẹ. Ngươi liền yên tâm tham gia vạn thánh dược điển đi, ta đây liền đi phong ấn chi địa, chờ ta triệt để phá vỡ tiểu thiên địa, liền đi cứu mẹ ngươi, không cần mấy ngày. Hề lão nhìn ra nghi hoặc Tiêu Phàm, cười nói.
Tiêu Phàm cau mày, trong lòng trầm ngâm. Tốt. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm vẫn gật đầu. Làm tiểu thiên địa bản thân hắn vỡ nát tốn thời gian cũng không dài, nghĩ đến Hề lão cũng không cần tốn quá nhiều thời gian, hơn nữa Hề lão đối với phong ấn chi địa so với hắn quen thuộc hơn, có lẽ có thể càng nhanh tìm ra mẫu thân hắn. Vòng thứ hai tranh tài hẳn là hôm nay, đừng bỏ qua. Hề lão để lại một câu nói liền không gặp thân ảnh, hắn hận không thể lập tức phá vỡ tiểu thiên địa, để nó biến thành thiên địa chân chính. Trong phòng khôi phục bình tĩnh, Tiêu Phàm bố trí mấy đạo hồn giới, lúc này mới bắt đầu chân chính quan sát tác dụng tiểu thiên địa. Oanh, một cỗ khí tức cuồng bạo đột nhiên từ thể nội hắn mãnh liệt cuộn trào ra, giống như từng đầu chân long đang gầm thét, bá đạo mà mãnh liệt. Giải phong hai lực lượng chiến hồn, ta lại có loại cảm giác chiến thánh cảnh vô địch, dù là thiên địa chi uy ta cũng không cố kỵ gì. Tiêu Phàm kinh hãi không thôi. Cảm thụ được lực lượng tự thân, hắn cảm giác quá không chân thực, rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh trung kỳ nhưng hắn cảm giác đối mặt với chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng có thể kịch chiến một trận. Nếu như gặp gỡ Tư Không Vũ, đoán chừng thực lực ta cũng không cần e ngại. Tiêu Phàm trong mắt phóng một đạo tinh quang. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, đúng, lần trước được giới chỉ Tư Không Vũ còn không có mở ra. Nếu như không phải nghĩ đến Tư Không Vũ, Tiêu Phàm còn quên việc này. Trong bàn tay, lòng bàn tay Tiêu Phàm đột nhiên thêm ra một mai hồn giới lóe ra vầng sáng nhàn nhạt, xem xét liền không phải mặt hàng phổ thông, chính là thuộc về cửu phẩm hồn binh. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ chờ mong, đây chính là hồn giới tứ trưởng lão chiến thần điện A. Nghĩ đến trong đó đồ vật không ít. Một vòng hồn lực, vầng sáng liền biến mất không thấy gì nữa, ý niệm Tiêu Phàm thăm dò vào bên trong hồn giới, sau một khắc, ánh mắt Tiêu Phàm mở rộng. Không gian hồn giới trong tay hắn thập phần to lớn, vậy mà rộng chừng trăm trượng, hơn nữa bên trong hồn giới còn chất đầy đồ vật, Tiêu Phàm một cái quét không hết. Bên trong có pháp bảo đại khái chia làm bốn khu vực, phân biệt là hồn thạch, dược tài, hồn binh cùng tạp vật. Thô sơ giản lược quét khu vực hồn thạch một cái, cực phẩm hồn thạch như núi, số lượng trong lúc nhất thời đếm không ra, bất quá Tiêu Phàm tính ra một cái, chí ít không thua 40 ức cực phẩm hồn thạch. Hơn nữa còn có không ít thượng phẩm hồn thạch, chỉ là tương đối ít mà thôi, bởi vì thượng phẩm hồn thạch đối với chiến thánh cảnh đỉnh phong Tư Không Vũ cơ hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Về phần trung phẩm cùng hạ phẩm hồn thạch cơ hồ không có, trừ cái đó ra, còn có mấy chương hồn thạch tạp. Tiêu Phàm cũng lười xem, về sau rời đi sở ra cổ địa, đi ngoại giới tìm nơi có thể hảo hảo điều tra một cái. Nha, không hổ là chiến thần điện tứ trưởng lão, thực sự là giàu đến chảy mỡ a. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng nói, a, đây là cái gì? Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện giữa đống cực phẩm hồn thạch còn trưng bày mấy cái hộp ngọc, bên trong tản ra chi khí ba động cực kỳ nồng đậm. Mở ra, mấy cái hộp ngọc liền xuất hiện ở trong tay Tiêu Phàm. Mở ra xem, một khối ngọc thạch toàn thân lam sắc in vào tầm mắt mắt. Lam sắc ngọc thạch phát ra huyền diệu ba động, hít một cái, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân thư thái, tất cả lỗ chân lông đều thư giãn ra. Thần thạch, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hộp ngọc có bốn cái, nói cách khác có bốn khối thần thạch. Hề lão nói tiểu thiên địa dựa vào thần lực trưởng thành, qua một lúc hảo hảo thử một lần. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí để ở một bên, lần nữa nhìn về phía khu vực dược tài. Từ nhất phẩm đến cửu phẩm linh dược đều có không ít, hơn nữa phẩm giai càng cao, chủng loại càng nhiều, bởi vì ở trong mắt Tư Không Vũ, linh dược cấp thấp đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm sớm đã cười không ngậm được miệng, cái này không mở ra còn tốt, vừa mở ra thật đúng là đem hắn giật mình. Khó trách Túy ông lúc sắp chết đều muốn đem hồn giới cho hắn, có hồn giới này Tu La Điện trưởng thành tuyệt đối thuận lợi hơn rất nhiều. Tiêu Phàm cũng lười đi đếm kỹ từng cái, trong lòng hắn đã có dự định, chờ cứu cha mẹ mình, ra ra cùng Sở Linh Nhi rời cổ thành sở ra, liền để Tần Mặc bọn hắn gia nhập Tu La Điện. Đương nhiên, nếu như có thể để Hề lão gia nhập đó là không thể tốt hơn, phải biết, không đến mấy năm, Hề lão vô cùng có khả năng sẽ là một tôn chiến thần, ngẫm lại đều cảm thấy thập phần hưng phấn. Sau đó Tiêu Phàm lại tìm thấy mấy bình đan dược có giá trị, mở ra xem lại là cửu phẩm bổ hồn đan cùng tục mệnh đan, đây chính là đầy đủ chân quý. Sau đó ánh mắt Tiêu Phàm quét về phía khu vực hồn binh, Tư Không Vũ cất giữ hồn binh không ít,
cửu phẩm hồn binh đều có tầm 10 kiện, bất quá bây giờ không lọt pháp nhãn Tiêu Phàm. Chỉ có một chiếc hộp màu đen trong đó hấp dẫn lực chú ý Tiêu Phàm, phải biết, cho dù là cửu phẩm hồn binh, Tư Không Vũ cũng tùy ý để ở một bên. Ở nơi này có mấy trăm kiện hồn binh cũng chỉ có một chiếc hộp màu đen chứa đồ vật. Lấy chiếc hộp màu đen ra, Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí mở ra, vừa mới mở ra một cái khe, một cỗ chi khí đại hung đập vào mặt, sắc mặt Tiêu Phàm trong nháy mắt tái đi. Hắn vội vàng thi triển tu la chi lực cùng bất hủ chi lực ngăn cản, nhưng vẫn bị một cỗ đao khí sắc bén cắt vỡ gương mặt, một vòng máu tươi bắn ra. Phía dưới cỗ hung uy này, áo bào Tiêu Phàm cổ động, hồn giới trong phòng cũng bắt đầu rung rung, khuôn mặt bị một cỗ đại lực áp bách có chút vặn vẹo. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, tu la thần lực vận chuyển, hắn cũng không thể chịu thua. Mở hộp ra, lập tức một đạo hắc sắc lưu quang rơi vào trong mắt của hắn, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là đó là một chuôi đoạn nhận có đường vân hắc sắc cùng tử sắc giao nhau. Đoạn nhận nhìn qua như đao, như kiếm, cực kỳ yêu dị, bất quá Tiêu Phàm còn có thể nhận ra, đây là một chuôi đao tương đối đặc biệt, bởi vì nó phát ra chính là đao khí, chỉ là lưỡi đao tương đối chật hẹp mà thôi. Cẩn thận quét mắt một vòng, Tiêu Phàm phát hiện chuôi đao hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng thân đao hơn một thước lại gãy, trên lưỡi đao còn lóe ra lợi mang màu tím đen. Lúc ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào nơi chuôi đao cùng thân đao giao nhau, con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy nơi đó lạc ấn hai chữ lớn như máu. Liếc mắt nhìn một cái, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn đều lâm vào trong đó, hắn dường như nhìn thấy một mảnh tu la địa ngục, đâu đâu cũng có máu tươi cùng thi cốt. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Cho dù là đoạn nhận, hung uy vẫn như cũ đủ để đánh giết chiến thánh, có thể nghĩ đao này khủng bố. Đồ thần, Tiêu Phàm một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại, dù là trải qua dị tượng tu la kiếm, sắc mặt hắn cũng hơi trắng bệch, y phục đã ướt đẫm mồ hôi. Đồ thần đao, trong lòng Tiêu Phàm rung động một cái, thật đúng là danh tự bá đạo, đao này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ tà dị, rất là không rõ. Mặc dù Tiêu Phàm không tin tà, nhưng đao này cho hắn chính là loại cảm giác này. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm một tay lấy ra hư không cổ kính, đỉnh đầu lơ lửng càn khôn định thiên đỉnh, sợ xuất hiện bất kỳ việc gì ngoài ý muốn, lúc này mới dò xét lấy tay chụp vào đồ thần hung đao. Nắm chặt đồ thần hung đao, một cỗ ý niệm bàng bạc xông thẳng não hải Tiêu Phàm. Chân áp, Tiêu Phàm chợt quát một tiếng, tu la huyết mạch, thần long huyết mạch tất cả đều thi triển ra. Tiêu Phàm không chút do dự bộc phát ra toàn bộ thực lực. Bất quá đồ thần đao vẫn kém chút tránh thoát cánh tay hắn, rung động không ngừng, qua hồi lâu, đồ thần đao này mới dừng lại, cỗ khí thế bàng bạc hung ác biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm lúc này mới thu hồi hư không cổ kính cùng càn khôn định thiên đỉnh, không khỏi tán thán nói, hảo đao. Dù chỉ là đoạn nhận, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường đồ thần đao, hắn không biết đao này nếu như chưa gãy sẽ bá đạo như thế nào. Đồ thần đao này chỉ xem bề ngoài làm sao cảm giác cùng đồ lục có chút tương tự. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên trong một tay khác cũng xuất hiện một chuôi trường đao đen kịt. Đánh giá hai thanh hung đao trong tay, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, so với đồ thần đao, đồ lục đao hung lệ chi khí căn bản không tính là gì, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Từ khi đột phá chiến đế cảnh, Tiêu Phàm cũng rất ít sử dụng đồ lục đao. Mà hiện tại đồ lục đao không bằng thực lực Tiêu Phàm. Không thể không thừa nhận, đồ lục đao thật đúng là giống đồ thần đao. Tiêu Phàm kết luận, vừa dứt lời, sự tình phát sinh khiến hắn rất ngạc nhiên, chỉ thấy đồ lục đao trong tay trái đột nhiên bắt đầu nhanh chóng mục nát, biến thành một đống phế liệu rơi trên mặt đất. Trong hư không lại có từng đạo hắc sắc lưu quang hướng về đồ thần đao hội tụ, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm thụ đồ thần đao tựa như dài hơn một chút. Tiêu Phàm ngay từ đầu còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng mà cẩn thận dò xét lại là thật dài một chút xíu. Chẳng lẽ đồ thần đao có thể thôn phệ hồn binh khác để phục hồi như cũ? Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, lưu quang màu đen hắn mặc dù không biết là cái gì, nhưng nhất định là tinh hoa đồ lục đao. Nhìn thấy đồ lục đao mục nát, Tiêu Phàm vẫn còn có chút đau lòng, dù sao đồ lục đao cũng làm bạn hắn thật lâu. Thu liếm tâm thần. Lòng bàn tay Tiêu Phàm đột nhiên tiêu tán ra bạch sắc quang mang rót vào bên trong đồ thần đao, rất hiển nhiên Tiêu Phàm dùng lực lượng bạch thạch tu bổ đồ thần đao.
Đối với lực lượng bạch thạch, Tiêu Phàm vẫn hết sức tự tin, lúc trước liền khe nhỏ Càn Đỉnh đều có thể sửa chữa, nghĩ đến đổ thần đao này cũng hẳn sẽ như thế. Bất quá làm Tiêu Phàm thất vọng là lực lượng bạch thạch xác thực có thể chữa trị đồ thần đao nhưng tốc độ chậm đến cực hạn. Sau nửa ngày, đồ thần đao mới dài thêm chút, mà quang mang bạch thạch lại ảm đạm rất nhiều. Tiêu Phàm vội vàng rút năng lượng bạch thạch về, bạch thạch đối với hắn có tác dụng lớn, dùng để chữa trị đồ thần đao lại quá lãng phí. Bất quá Tiêu Phàm cũng càng thêm hiếu kỳ phẩm giai đồ thần đao, đoán chừng không kém Càn Khôn Định Thiên Đỉnh. Bất quá so với bạch thạch vẫn còn có chút không bằng. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm càng thêm hiếu kỳ bạch thạch là vật gì. Hơn nữa, Tiêu Phàm phát hiện một vấn đề, bạch thạch tựa như cũng theo hắn trưởng thành mà mạnh lên, đồng thời vượt qua trước hắn. Chờ ta đột phá chiến thần cảnh sẽ chậm chậm luyện hóa đồ thần đao cùng Càn Khôn Định Thiên Đỉnh. Tiêu Phàm trầm ngâm, hàng phục đồ thần đao, Tiêu Phàm cũng có thể khống chế nó, chỉ là phát huy uy lực có hạn mà thôi. Ngẫm lại, Tiêu Phàm không tính đem đồ lục đao thu nhập thể nội, mà vẫn đặt ở bên trong hồn giới. Lúc này, ánh mắt Tiêu Phàm đặt ở khu tạp vật cuối cùng, nơi này đồ vật quá mức phức tạp, Tiêu Phàm căn bản lười nhắc tìm kiếm từng cái, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng phân biệt không rõ ràng những thứ kia là gì. Ta làm sao quên bạch thạch đây, nó là hảo thủ tầm bảo. Tiêu Phàm vỗ trán một cái, tâm thần dẫn ra đá trắng, sau đó từ khu tạp vật từng cái đảo qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, bất quá làm hắn thất vọng là hồn lực đảo qua hơn phân nửa vật phẩm, bạch thạch vẫn bình tĩnh như thường, Tiêu Phàm cũng biết rõ, bạch thạch theo bản thân mạnh lên, giống những cửu phẩm hồn binh cũng đã thập phần bình thường. Điểm này Tiêu Phàm cũng đành im lặng, khi hắn nghĩ đến bản thân liền thoải mái, hiện tại hắn nhìn bát phẩm hồn binh không phải cũng một dạng không để ở trong mắt sao. Ân, đột nhiên bạch thạch rung động một cái, hồn lực Tiêu Phàm vội vàng rút trở về. Lúc này, ánh mắt hắn rơi vào một khối đồ vật lớn cỡ bàn tay, nhìn kỹ, cái này lại là một khối bùn đất thất thải rực rỡ. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, một khối bùn đất cứ như vậy cũng xứng ở bên trong hồn giới của Tư Không Vũ. Nhưng mà lúc hồn lực Tiêu Phàm rơi vào phía trên bùn đất thất thải vậy mà cảm thụ đến một cỗ sinh cơ vô cùng bằng bạc, bất hủ lĩnh vực trên người Tiêu Phàm tự động tản ra. Sinh cơ vậy mà so với ta lĩnh ngộ bất hủ lĩnh vực còn cường đại hơn. Tiêu Phàm kinh hãi không thôi, sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, chờ đã, đồ tốt này dường như thấy qua ở đâu. Có nghi hoặc, Tiêu Phàm trước tiên ở bên trong tu la truyền thừa tìm kiếm, sau một lát Tiêu Phàm hít vào ngụm khí lạnh. Lại là tinh thần tức nhưỡng bên trong tiên thiên tức nhưỡng. Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô, khó nén kích động trong lòng. Tiên thiên tức nhưỡng chia làm rất nhiều loại, nhưng mỗi một loại tiên thiên tức nhưỡng đều chân quý. Cho dù là chiến thần cũng coi như chân bảo. Tiên thiên tức nhưỡng mỗi giờ mỗi khắc hấp thu linh khí trong trời đất, cho nên sinh cơ cực kỳ nồng đậm, cho dù là thần dược sinh trưởng ở bên trên cũng dễ dàng sống được. Tinh thần tức nhưỡng là như thế, bởi vì nó không chỉ có thể ngưng tụ cùng hấp thu thiên địa linh khí, còn có thể hấp thu tinh thần chi lực, phẩm giai so với tiên thiên tức nhưỡng bình thường cao hơn. Linh dược cùng linh chu phía dưới nếu cửu phẩm sinh trưởng ở trên, dù là khô héo sắp chết cũng có thể trong nháy mắt phục sinh. Bảo bối, trở về làm một gốc thần dược thử xem. Tiêu Phàm thở dài, sau đó bạch thạch đem khu tạp vật khác lại quét một lần, rốt cuộc không phát hiện thứ gì. Tâm thần rời khỏi hồn giới, sau đó cởi hồn giới thay đổi cái của Tư Không Vũ, hơn nữa đem tất cả thứ bên trong hồn giới bản thân hắn để vào bên trong mai hồn giới này. Trừ đồ thần đao. Mấy cái thần thạch cùng tinh thần tức nhưỡng lại bị Tiêu Phàm ném vào tiểu thiên địa bên trong thể nội, đồ vật này rất chân quý, không thể tùy ý đặt ở bên trong hồn giới. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm lại lấy ra mấy mai hồn giới, bên trong những hồn giới này có hai mai là của Độc Cô Mạc Trác cùng Mộ Dung Lãng Trần, bất qua Tiêu Phàm cũng không có phát hiện đồ vật đặc biệt, cũng liền tùy ý quét mắt một vòng, liền toàn bộ ném vào bên trong hồn giới của hắn. Những tư nguyên này hắn tự nhiên lợi dụng được, trở về cho Ảnh Phong bọn hắn, tạm thời có thể cho Tu La Điện gắng gượng qua một đoạn thời gian. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, đi trước tham gia Vạn Thánh Dược Điển rồi nói, vạn nhất thật có bảo bối gì thì sao? Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, lại phát hiện chân trời đã hửng sáng. Triệt hồi hồn giới, Tiêu Phàm liền đi ra ngoài, hôm nay là thời gian bắt đầu vòng thứ hai Vạn Thánh Dược Điển. Cũng đúng lúc này,
chỗ sâu phủ đệ Sở gia, Sở Lăng Tiêu ngồi bên trong một tòa tiểu viện nghe nhị trưởng lão kể. Gia chủ, sự tình đại khái chính là như vậy, phong ấn chi địa xảy ra vấn đề, vô cùng có khả năng cùng người trẻ tuổi kêu kiếm Hồng Trần có quan hệ. Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Sắc mặt Sở Lăng Tiêu hơi có chút ngưng trọng, ngón tay đập mặt bàn, nói, người xác định phá nhất trọng hồn giới. 89/10, lúc trước có một cỗ phong bạo to lớn, tất cả hồn giới đều rung động một cái. Nhị trưởng lão khẳng định gật gật đầu, mà bên trong quá trình này vừa lúc là hai người bọn hắn đi vào, chỉ là gia chủ bàn giao không thể ngăn cản lão đầu kia, chúng ta cũng liền. Nhị trưởng lão kỳ thật rất muốn hỏi, lão đầu kia rốt cuộc là ai, dựa vào cái gì có thể tùy ý xuất nhập cấm địa Sở gia, hơn nữa còn có thể đi vào phong ấn chi địa. Nếu như không phải Sở Lăng Tiêu ngăn cản, nhị trưởng lão cùng người âm thầm thủ hộ cấm địa Sở gia đoán chừng sớm liền động thủ đối với hề lão. Người đó là ai ngươi cũng không cần quản, vòng thứ hai vạn thánh dược điển nhanh bắt đầu, sự tình phong ấn chi địa nói sau. Sở Lăng Tiêu lắc đầu. Vâng, gia chủ. Nhị trưởng lão cung kính gật đầu, sau đó biến mất ở bên trong tiểu viện. Hề lão đầu làm sao thường xuyên ra vào phong ấn chi địa đây? Chẳng lẽ hắn đã nghĩ ra biện pháp? Sở Lăng Tiêu mị mị hai mắt, trước mặt hề lão một tiếng sư tổ, nhưng mà phía sau lại gọi thẳng lão đầu. Trầm ngâm nửa ngày, trong mắt Sở Lăng Tiêu hiện lên một đạo tinh quang, âm thanh lạnh lùng nói, có thể tìm ra biện pháp cũng là chuyện tốt, nếu như tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục từ người bên trong tham gia vạn thánh dược điển tuyển chọn. Trên quảng trường vạn thánh dược các, theo tia sáng mặt trời đầu tiên bắn xuống, bốn phía đầu người rung động, đông đảo bóng người. Hôm nay là tuyên đọc danh sách vòng thứ nhất tấn cấp, cũng là ngày bắt đầu vòng thứ hai vạn thánh dược điển. Tất cả người dự thi đều kích động tới cực điểm, thậm chí có rất nhiều người tối hôm qua chờ đợi ngay tại nơi này. Không biết ta có thể trở thành một trong 100 người may mắn hay không, như thế nhiều năm ta cố gắng cũng không tính là uổng phí. Hơn 2.700 người, chỉ tuyển 100 người, tỷ lệ xa vời biết bao, kỳ thật so với tấn cấp, ta hiện tại hiếu kỳ nhất là ai thông qua 100 cửa. Không cần nghĩ, nhất định là Sở đại thiếu. Ngoài ra còn ai có thể so sánh cùng Sở đại thiếu? Mấy đồ đệ đại trưởng lão cũng không tệ, mọi người cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Đám người ngẩng đầu nhìn không trung vạn thánh dược các, lặng lẽ nghị luận, bọn hắn đều đang đợi tuyên bố thành tích vòng thứ nhất. Bất quá tại vòng thứ hai tranh tài trước đó, không có người nào biết rõ danh sách vòng thứ hai, danh sách vòng thứ hai là vạn thánh dược các chư thánh quyết định. Bởi vậy, vạn thánh dược điển đối với phần lớn người mà nói đều là công bằng, cho dù gia tộc Sở gia cũng không làm gì được. Trong đám người, sắc mặt Sở Vân Phi không dễ nhìn, hắn hôm qua bị đá ra khỏi vạn thánh dược các, vốn cho là hạng nhất vòng thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Sở Vân Phi cao hứng bừng bừng rời vạn thánh dược các, hắn nghĩ đến, nghênh đón hắn nhất định là vô số ánh mắt hâm mộ và kính sợ. Nhưng mà hắn lại phát hiện, người trên quảng trường vây xem thập phần thưa thớt, chỉ có mấy ngàn người mà thôi, hơn nữa, ánh mắt những người này nhìn về phía hắn thập phần bình tĩnh. Trong lòng Sở Vân Phi vô cùng khó chịu, bất quá lúc này cấp dưới của hắn lại nói cho hắn biết, sớm đã có người thông cửa, nghe được tin tức này, Sở Vân Phi kém chút phun ra một ngụm huyết. Hắn lúc ấy áp chế một cách cưỡng ép phẫn nộ trong lòng bản thân, bất quá khi hắn nghe được người thông cửa vẻn vẹn tốn một ngày. Sở Vân Phi thậm chí ngay cả tâm tư đố kỵ đều không dậy nổi. Hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ hạng nhất rốt cuộc là ai vậy mà đáng sợ như thế, đem luyện dược sư cùng tuổi một đời vung mấy con phố kỳ thật không chỉ là hắn, Sở Linh Nhi, Sở Nguyệt, Sở Hinh, Mộ Dung Lãng Trần, Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ đám người cũng thập phần hiếu kỳ thân phận hạng nhất. Thế nhưng cho đến bây giờ người thông cửa vẫn là một điều bí ẩn. Xem ra ta còn chưa tới muộn. Đột nhiên, một đạo thanh âm cười nhạt vang lên, một vệt sáng xẹt qua chân trời, bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên quảng trường. Hừ, Sở Vân Phi nhìn người vừa đến một cái, hừ lạnh một tiếng, sát khí không thèm mảy may che giấu, người tới không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm. Nha, kẻ này không phải là kẻ nói thông cửa hôm qua sao? Lúc này, trong đám người truyền đến một đạo thanh âm trào phúng, những người khác nghe vậy tất cả đều cười lên. Còn thông cửa, không biết có thể tiến vào vòng thứ hai hay không. Sở Hinh khịt mũi coi thường, cựu thị nhìn Tiêu Phàm.
Kiếm thiếu hiệp thực lực là không cho phép hoài nghi, không nghĩ tới trình độ luyện dược cũng lợi hại như vậy. Mộ Dung Lãng Trần cũng âm dương quái khí nói ra, hắn mặt ngoài là khích lệ Tiêu Phàm, nhưng trên thực tế lại là trào phúng. Mặc dù sợ Tiêu Phàm mất mật nhưng nơi này nhiều người như vậy, lá gan hắn lại lớn không ít. Có chút chó sủa, lần sau ở trên mặt đất kêu ta nhất định đem hắn làm thịt, mà không phải để hắn sủa. Tiêu Phàm cười nhạt nhìn Mộ Dung Lãng Trần nói. Ngươi, Mộ Dung Lãng Trần kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, hồi tưởng lại mấy ngày trước đây trên mặt đất vẫy đuôi mừng chủ, lại cùng chó có khác gì đâu. Ngay cả khách nhân của Sở gia ta đều dám uy hiếp, ngươi muốn chết sao? Sở Vân Phi đột nhiên lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Có thể liên hợp những người khác đả kích Tiêu Phàm một cái, Sở Vân Phi vẫn không ngại, sự tình lần trước là chỗ bẩn suốt đời của hắn. Nếu như không phải phụ thân Sở Lăng Tiêu hắn không cho hắn tại Vạn Thánh Dược Điển xuất thủ, Sở Vân Phi đã sớm toàn lực diệt sát Tiêu Phàm. Mặc dù lần trước đè thấp một cảnh giới cùng Tiêu Phàm bất phân thắng bại, nhưng nếu như toàn lực ứng phó mà nói, Sở Vân Phi vẫn cực kỳ tự tin. Ta tự tìm cái chết, ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Tiêu Phàm một mặt đạm nhiên, hai đầu lông mày khí khái anh hùng hừng hực, bây giờ tiểu thiên địa thành công mở ra, Tiêu Phàm nếu như toàn lực ứng phó mà nói, căn bản sẽ không sợ Sở Vân Phi. Chỉ bằng ngươi, một ngón tay đại thiếu gia liền có thể bóp chết ngươi. Sở Hinh ở một bên cười lạnh nói. Cút, Tiêu Phàm quay đầu chừng Sở Hinh một cái, một cỗ linh hồn uy áp đáng sợ lao thẳng tới. Trong miệng Sở Hinh phun ra một đạo máu tươi, thân thể hung hăng đập trên mặt đất. Những người khác kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm cường đại như thế, hơn nữa còn dám ở chỗ này động thủ. Sở Hinh còn muốn nói cái gì, thanh âm Tiêu Phàm tiếp tục vang lên, ngươi nếu còn dám nói một chữ, có tin ta làm thịt ngươi hay không? Cảm thụ đến sát ý trên người Tiêu Phàm lạnh như băng, miệng Sở Hinh không tự giác đóng lại. Ngay cả Sở Vân Phi trong lúc nhất thời cũng bị khí thế Tiêu Phàm trấn nhiếp. Trong đám người còn có người muốn tiếp tục nhục nhã Tiêu Phàm, nhưng quả thực là không ai dám nói câu nào. Đến giờ, đột nhiên, một tiếng hét to vang tận mây xanh, lại nhìn thấy mấy đạo lưu quang từ đằng xa kích xạ đến, lúc này Sở Thanh Nguyên mang theo hai người xuất hiện ở không trung. Trong chớp nhoáng, đám người yên tĩnh im ắng, tất cả ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người Sở Thanh Nguyên. Sợ bỏ lỡ cái gì? Sở Thanh Nguyên hít sâu một cái, hết sức trịnh trọng hướng về không trung cúi, hét to nói, tại hạ chính là Sở Thanh Nguyên, người chủ trì giới Vạn Thánh Dược Điển này, mời chư thánh ban thưởng danh sách vòng thứ hai. Thanh âm vang dội giống như trống chiều chuông sớm, quanh quẩn ở trên không, nội tâm Sở Thanh Nguyên cũng hết sức kích động, hắn rất muốn biết rõ, lần này người thông cửa rốt cuộc là ai. Đám người cũng thập phần chờ mong. Bọn hắn thập phần chờ mong người thông cửa là người chính mình, đi qua Vạn Thánh khảo nghiệm đều có thể thông cửa, đây chính là cực có khả năng trở thành dược thần trong truyền thuyết. Ong ong mấy tức về sau, Vạn Thánh dược các đột nhiên phóng từng đạo bạch sắc lưu quang tại hư không ngưng tụ thành từng đạo hư ảnh, quan sát phía dưới. Ngay sau đó, lờ mờ có thể nhìn thấy, phía trên tầng thứ ba Vạn Thánh dược các có ba đạo bóng người tương đối ngưng thực. Ánh mắt bọn hắn liếc nhìn trong đám người, tựa như tìm kiếm cái gì. Hô, đột nhiên, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn vào phía trên một đạo thân ảnh trong đám người, ngay sau đó, đỉnh đầu hắn hiện lên một con số. 33, rất nhiều người lộ ra vẻ cổ quái, không biết là có ý gì. Bất quá cũng trong mắt không ít người đều là vẻ hâm mộ, những người này đều là người Sở gia, bọn hắn biết rõ 33 này đại biểu cho cái gì. Ha ha, ta thành công, ta thành công. Còn không đợi đám người lấy lại tinh thần, tu sĩ được lưu quang bắn chúng đột nhiên cười như điên, cả người gần như điên cuồng. Người thứ 100, tổng cộng thông qua 33 cửa, tới đây đăng ký tin tức. Thanh âm Sở Thanh Nguyên vang lên, ẩn chứa một cỗ uy áp trấn trụ người thanh niên kia. Thứ 100, đám người trong nháy mắt lấy lại tinh thần, rốt cục biết rõ phát sinh chuyện gì. Bọn hắn không nghĩ tới là Vạn Thánh Dược các chư thánh tự mình tuyên bố danh sách, rất nhiều người nhìn về phía người thanh niên kia trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Có thể từ nhiều người như vậy trổ hết tài năng đủ để chứng minh hắn bất phàm, dù chỉ là thứ 100 nhất định sẽ được gia tộc coi trọng. Không nghĩ tới lại là tuyên bố dạng này, ngược lại cũng coi như công bằng. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng,
chỉ là vừa nghĩ tới mình bị những người này làm khó dễ, trong lòng hắn liền vô cùng khó chịu. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, loại phương thức tranh tài này không có quan hệ gì với Sở gia, đối với phần lớn người mà nói là công bằng, chỉ cần ngươi có chân tài thực học, nhất định sẽ lấy được thành tích tốt hơn. Cũng đúng lúc này, lại một vệt sáng hướng về trong đám người kích xạ mà đến, lần nữa hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người. Người thứ 99 lại là Hoàng Phủ gia tộc. Rất nhiều người thầm than, đạo lưu quang thứ 2 rơi vào trên người váy đen nữ tử vị trí Hoàng Phủ gia tộc, đỉnh đầu nàng biểu hiện số 34, rất hiển nhiên là xông qua 34 cửa. Đương nhiên, đây cũng là điểm tích lũy nàng thu hoạch được để tiến vào vòng thứ 2, đối với người thông cửa 100 mà nói cũng không tính là gì. Váy đen nữ tử hướng Sở Thanh Nguyên đi, hiển nhiên là đi đăng ký tin tức. Ngay sau đó, lưu quang chân trời tăng tốc, mỗi một vệt sáng rơi vào đỉnh đầu một người, đỉnh đầu đều sẽ xuất hiện một con số. Mặc dù có người xông qua cửa ải giống nhau, nhưng bài danh đã có một chút xíu chênh lệch, bởi vì 100 người không có lặp lại thứ tự. Đương nhiên, cũng không có người vì cái hạng này tranh đến mặt đỏ tới mang tai, thứ nhất là khảo hạch chúng thánh bình phán, tự nhiên công bằng, sẽ không cố ý thiên vị ai. Hai là dù là bài danh có chút khác biệt, nhưng điểm tích lũy tiến vào vòng thứ hai là xông qua số cửa ải quyết định, cùng bài danh không quan hệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau đã có 90 đạo lưu quang rơi vào 90 người bên trong, chỉ còn lại 10 người cuối cùng. Đám người cũng càng thêm khẩn trương, nhất là những người muốn biết tên 11 người thông qua cửa ải, bọn hắn cũng rất muốn được chư thánh khâm điểm, trước mặt người khác thêm thể diện. Không biết 10 hạng đầu có người nào? Có người khẽ nói, ánh mắt đám người nhìn chằm chằm không trung, bọn hắn đang chờ đợi 10 đạo lưu quang cuối cùng rơi xuống. Hô, trong vạn chúng chúc mục, đạo quang mang thứ 10 cuối cùng rốt cục rơi xuống, đạo lưu quang này so với trước đó lại càng hừng hực hơn nhiều. Quang mang đến rất nhanh, trong nháy mắt bắn vào thể nội một Naus BP Quixkakamji Vesemi tử kim bào kim quan, nam tử chính là Hoàng Phủ gia tộc Hoàng Phủ Thiên Ngôn, ở trên đỉnh đầu hắn lơ lửng số 76 to lớn. Ta chỉ là hạng 10. Hoàng Phủ Thiên Ngôn thở dài, kỳ thật xông qua 76 cửa với hắn mà nói đã là thành tích thập phần không tồi, người thứ 11 chỉ xông qua 73 cửa. Bất quá hắn nguyên bản coi là thứ tự bản thân còn có thể tiếp tục tiến lên mấy cái thứ tự, nhưng mà không nghĩ chỉ sắp xếp tại thứ 10. Những người khác xem thường nhìn Hoàng Phủ Thiên Ngôn, phần lớn người cho là hắn cố ý khoe khoang. Đám người tựa hồ quên, đối với những người dự thi này mà nói, bọn họ đều tinh tường biết rõ bản thân xông qua bao nhiêu cửa, căn bản không tất yếu trước mặt người khác khoe khoang, hắn xác thực chỉ là nói một cái sự thật mà thôi. Hạng 10 tổng cộng xông qua 76 cửa, tới đây đăng ký tin tức. Sở Thanh Nguyên lộ ra vẻ hài lòng, thành tích này đã vượt qua hắn dự liệu. Hoàng Phủ Thiên Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về Sở Thanh Nguyên đi qua. Gần như đồng thời, lại một vệt sáng từ phía chân trời bắn xuống, chui vào thể nội Mộ Dung Lãng Trần, tại đỉnh đầu hắn biểu hiện ra số 77. Mộ Dung Lãng Trần mặc dù không có cam lòng nhưng đành phải hướng Sở Thanh Nguyên đi. Hạng 10 đều là 76, hắn chỉ so với hạng 10 nhiều hơn một cửa, cũng không có khả năng tiến lên nhiều hơn. Thời khắc đi đến, Mộ Dung Lãng Trần lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm một cái, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, nhìn đến 10 hạng đầu đều không thấy ngươi. Tiêu Phàm không thèm để ý Mộ Dung Lãng Trần, tựa như nói nhiều một câu đều vũ nhục đối với hắn, cùng kẻ ngu như vậy nói chuyện là không nên. Sau một khắc, khiến Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn là Sở Vân Bắc vậy mà xông qua 80 cửa, chiếm lấy hạng 8, cái này quá vượt qua hắn dự liệu. Không chỉ là hắn, đám người cũng mắt trợn tròn, Sở Vân Bắc chỉ là một thiếu gia ăn chơi mà thôi, lại có thể đoạt hạng 8. Sở nhị thiếu, tốt lắm, trong đám người vẫn còn có người hét dầm lên, bất quá lại không có người phụ họa. Trên mặt Sở Vân Bắc nguyên bản sán lạn trở nên xấu hổ vô cùng, mọi người chỗ nào không biết. Những kẻ tán thưởng Sở Vân Bắc là hắn cố ý tìm đến cổ động. Dù là Sở Vân Bắc hiện tại để cho người ta lau mắt mà nhìn nhưng những năm này mọi người đối với hắn trong thời gian ngắn là không có khả năng cải biến. Dạng xấu hổ này rất nhanh liền đi qua, tiếp theo lại lục tục bắn xuống mấy đạo lưu quang. Hoàng Phủ Tinh Vũ xông qua 84 cửa, đoạt được hạng 7. Sở Hinh xông qua 86 cửa, trở thành hạng 6,
khi nàng từ đi qua bên người Tiêu Phàm, cao ngạo nâng đầu, giống như một khổng tước kiêu ngạo. Tiêu Phàm căn bản liền nhìn đều chẳng nhìn một chút, dạng mặt hàng này hắn căn bản là chưa bao giờ đặt ở trong lòng. Lăng Ngạo xông qua 87 cửa, đoạt được hạng 5, Tiêu Phàm cũng có chút kinh dị, nhìn thiên tài cổ tộc luyện dược cũng không phải thường. Hạng 4 lại là Sở Nguyệt, nàng xông qua 88 cửa, cái này đã đánh vỡ ghi chép Sở gia đương đại về gia chủ Sở Lăng Tiêu, bất quá bên trong một giới vạn thánh dược điển này vẻn vẹn chỉ là hạng 4 mà thôi, căn bản không có bao nhiêu người nhớ kỹ. Cũng ngay tại lúc này, đám người triệt để an tĩnh, bọn hắn muốn thấy được ba đạo lưu quang cuối cùng rơi vào trên người ai. Nhất là người đoạt được hạng nhất, cái này sớm đã trở thành vấn đề bàn tán nhiều nhất trong miệng người cổ thành Sở gia. Hạng 4 chỉ là 88 cửa, ta xông qua 91 cửa, cho dù không chiếm được thứ nhất, cũng nhất định có thể có được thứ hai. Sở Vân Phi khẽ cắn môi, nhìn lên trời cao. Theo trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thứ tự cuối cùng không có đi ra trước, hắn kỳ thật cũng thập phần không yên lòng. Chân trời, Sở Lăng Tiêu cùng đại trưởng lão đứng lơ lửng trên không, nếu như khoảng cách gần cũng có thể phát hiện trái tim bọn hắn nhảy nhanh hơn rất nhiều. Lấy tâm tính cùng thực lực hai người, trừ sự tình phong ấn chi địa, những năm này thật đúng là không có chuyện gì có thể ba động suy nghĩ bọn hắn. Chúc mừng đại trưởng lão, lệnh đồ thiên phú cực giai, vậy mà đánh vỡ ghi chép bản gia chủ, Sở Nguyệt chắc chắn là trụ cột vững vàng Sở gia tương lai. Sở Lăng Tiêu cười tủm tỉm nói. Gia chủ khách khí. Đại trưởng lão thần sắc đạm mạc, cũng không có quá nhiều chập trùng. Giả bộ đi. Nhìn ngươi có thể giả bộ đến lúc nào? Sở Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh không thôi, thân làm gia chủ Sở gia, vốn hẳn là Sở gia to lớn nhất. Nhưng mà địa vị và quyền thế Sở gia thần dược các chủ lại không yếu, những năm này Sở Lăng Tiêu nghĩ hết phương pháp nhưng mà đại trưởng lão căn bản không để ý hắn, cái này khiến Sở Lăng Tiêu thúc thủ vô sách. Hô, đột nhiên, lại một vệt sáng rơi xuống, quang mang rất nhanh, phóng tới vị trí Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi bọn hắn. Nhất định không phải ta, nhất định không phải ta. Sở Vân Phi trong lòng cầu nguyện. Nhưng mà, phốc một tiếng, lưu quang trong nháy mắt chui vào mi tâm hắn, Sở Vân Phi trong nháy mắt ngốc trệ, thật giống như bị điện giật, không nhúc nhích. Tại đỉnh đầu hắn lơ lửng số 91. Làm sao có thể, gần như đồng thời, Sở Lăng Tiêu biến sắc, kinh ngạc nhìn Sở Vân Phi. Sở Vân Phi xông qua 91 cửa. Hắn làm sao có thể chỉ là hạng 3? Đám người cũng thập phần không hiểu, 91 cửa cũng chỉ là hạng 3. Hạng 3 so với hạng 4 là dòng dã 3 cửa ải, dạng chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Chúc mừng gia chủ, Vân Phi thiên phú cực giai, vậy mà xông qua 90 cửa, tương lai tất nhất định là trụ cột vững vàng Sở gia. Đại trưởng lão cười tủm tỉm nhìn Sở Lăng Tiêu. Khóe miệng Sở Lăng Tiêu có chút co lại. Hắn nào sẽ nghĩ đến bản thân vừa mới nói ra vậy mà liền nhanh như vậy trả lại, nghĩ vậy, sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm. Hạng 3 dù sao cũng tốt hơn hạng 4, Sở Lăng Tiêu lạnh rên một tiếng, hắn hiện tại cũng chỉ có dạng này mới có thể an ủi bản thân. Bất quá, trong lòng Sở Lăng Tiêu thì vô cùng băng lãnh, hắn cũng phải nhìn xem rốt cuộc là ai có năng lực lớn như vậy, có thể siêu việt hơn con trai Sở Vân Phi của hắn, chiếm lấy hạng 2 cùng hạng nhất. Làm sao có thể chỉ là hạng 3, làm sao có thể? Trên quảng trường, Sở Vân Phi đột nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt đều là vẻ khó tin, trong miệng thấp giọng tự lẩm bẩm. Nếu là người khác được hạng 3 vạn thánh dược điển có lẽ đã sớm kích động thủ múa dậm chân, nhưng Sở Vân Phi lại cao hứng không nổi, bởi vì hắn vốn chính là hướng về phía hạng nhất. Hắn không nghĩ tới người hạng nhất vậy mà thông cửa, hắn an ủi bản thân, không muốn cùng loại yêu nghiệt này đi so. Nhưng hạng 2 là ranh giới cuối cùng của hắn, xông qua 91 cửa, nếu như ngay cả hạng 2 cũng không chiếm được, đối với hắn mà nói nhất định chính là sỉ nhục. Chúc mừng Sở đại thiếu, dũng đoạt hạng 3, Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng nói, vẻ mặt tựa như là phát ra từ phế phủ. Sắc mặt Sở Vân Phi băng lãnh đến cực điểm, hắn chỗ nào nghe không ra ý châm chọc trong lời nói Tiêu Phàm, lạnh giọng nói cho dù là hạng 3 cũng không phải là ngươi có thể so sánh. Sở đại thiếu nói đúng, đáng tiếc có ít người xác thực liền phế vật đều không bằng. Tiêu Phàm gật đầu, tán đồng lời nói Sở Vân Phi. Sở Vân Phi vừa định nổi giận, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần,
tu sĩ trẻ tuổi một đời toàn thành cổ thành Sở gia đều bại bởi Tiêu Phàm, nếu như Tiêu Phàm là phế vật, bọn hắn không phải đều là không bằng phế vật sao? Trong lúc nhất thời, Sở Vân Phi không biết phản bác như thế nào, bọn hắn thua Tiêu Phàm là sự thật, cuối cùng nếu như không phải nhị trưởng lão ra mặt, hắn đoán chừng còn sẽ quỳ gối bên dưới Thiên Thánh Lâu hô to Sở gia không mạnh. Sở đại thiếu còn muốn mắng ta như thế nào, dù sao kiếm mỗ đều thừa nhận. Tiêu Phàm nhìn thấy Sở Vân Phi trầm mặc không nói, hắn từng bước ép sát. Dù sao Sở Vân Phi mắng hắn như thế nào, Sở Vân Phi cùng trẻ tuổi một đời Sở gia đều là không bằng hắn, mắng Tiêu Phàm càng thảm, cũng chính là mắng bọn hắn càng thảm. Kiếm Hồng Trần, người sẽ chết rất khó coi. Sở Vân Phi trầm thấp gào thét, coi như người trước đó thì đấu luyện dược thắng ta, chỉ bất quá là người vận khí cùng đầu cơ trục lợi mà thôi, vạn thánh dược điển mới có thể thể hiện chân chính thực lực. Ngươi nói không sai, vạn thánh dược điển mới thể hiện chân chính thực lực, nếu không chúng ta đánh cuộc một ván. Tiêu Phàm cười nhạt nói. Cược thì cược, ngươi muốn cược như thế nào? Sở Vân Phi cũng tới, dù hiện tại hắn được đệ tam, hắn cũng tự tin có thể lật về một ván. Liền cược ta có thể không tham gia vòng thứ hai, như thế nào? Tiêu Phàm bật thốt lên. Nếu như trước Lục Bá Hậu hủy bỏ tư cách của hắn, hắn thật đúng là không dám cược như thế. Nhưng hắn thành công thông qua trăm cửa, dù là Lục Bá Hậu cũng không dám làm bộ. Thanh âm Tiêu Phàm không lớn, không ít tu sĩ bốn phía đều nghe nhất thanh nhị sở, tất cả đám người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, tiến vào vòng thứ hai chỉ có 100 danh ngạch, hiện tại đã trải qua 98 cái, chỉ có hai chỗ cuối cùng, nói ra tên hắn là xa vời cỡ nào. Chẳng lẽ hắn thực thông cửa? Có người trong lòng kinh ngạc vô cùng. Rất nhiều người còn nhớ kỹ Tiêu Phàm lúc trước nói chuyện. Tiêu Phàm là thừa nhận qua sông qua 100 cửa, chỉ là lúc trước căn bản không có người tin tưởng hắn, cho là hắn khoác lác mà thôi, bất quá bây giờ lại là có người hoài nghi. Thật sự là thần sắc Tiêu Phàm quá tự tin, đương nhiên cũng không thể nói ném ra ngoài là cố ý giả. Ông, đột nhiên, lại một vệt sáng rơi xuống, lúc lưu quang chui vào bên trong người kia không ít người ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Không có khả năng, người thứ nhất kêu sợ hãi ra là Sở Hinh, con người nàng hơi hơi rung động, trong con mắt nàng lạc ấn lấy số 98. Không sai, chính là 98, dòng dã vượt qua Sở Vân Bắc 7 cửa, chênh lệch này dù là phúc quang đều không thể di bổ. Không chỉ có Sở Hinh, ngay cả Sở Vân Phi, Sở Vân Bắc, Sở Nguyệt, còn có Sở Lăng Tiêu trên không trung cũng một mặt kinh ngạc, bởi vì người này bọn hắn đều biết. Sở Linh Nhi, hạng hai làm sao có thể là ngươi? Sở Vân Phi là số ít người biết rõ thân phận Sở Linh Nhi, cũng chính là bởi vì như thế hắn càng thêm không tin. Dù Sở Linh Nhi là biểu muội hắn, nhưng trong mắt hắn, Sở Linh Nhi vẫn chỉ là một dược nô đánh bại hắn, hơn nữa còn đánh bại tất cả mọi người Sở gia, đây không phải chê cười sao? Nếu như việc này truyền bá ra ngoài, Sở gia cổ tộc tuyệt đối sẽ trở thành trò cười trong mắt cổ tộc khác. Sở ra khả năng để tiếng xấu muôn đời. Sở Linh Nhi lợi hại như vậy. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Sở Linh Nhi, nàng thiên phú luyện dược làm Tiêu Phàm hãi hùng khiếp vía. Hắn sở dĩ có thể thông cửa là bởi vì tu la truyền thừa tồn tại, nhưng Sở Linh Nhi là dựa vào tự mình tu luyện. Chỉ dựa vào tự mình tu luyện liền có thể xông qua 98 cửa, cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể hoàn thành. Đương nhiên phúc quang trên người Sở Linh Nhi cũng so với người bình thường nhiều hơn, nhưng coi như thế, cũng đủ chứng minh Sở Linh Nhi bất phàm. Sắc mặt Sở Linh Nhi coi như bình tĩnh, tựa như đương nhiên, sau đó đột nhiên hướng về không trung vái, cười nói, sư tôn, đồ nhi không để ngài thất vọng. Đám người kinh ngạc nhìn Sở Linh Nhi, thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại, tất cả ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tụ tập trên người đại trưởng lão. Toàn thân Sở Lăng Tiêu run lên. Chỗ sâu đáy mắt lóe qua sát ý nồng đậm, hồi tưởng lại màn nói chuyện cùng đại trưởng lão, ruột hắn đều hối xanh. Hạng 3 xác thực so hạng 4 tốt, nhưng hạng 2 cũng so hạng 3 tốt, kết quả là bên thắng vẫn là đại trưởng lão. Tốt, đại trưởng lão đầu tiên là giật mình, Sở Linh Nhi biểu hiện hiển nhiên cũng vượt ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt ôn hòa gật đầu cười nói. Gia chủ! Thiên tài luyện dược sư giống Linh Nhi cần phải trọng điểm bồi dưỡng, ta đã khâm điểm nàng làm người thừa kế thần dược các kỳ sau, không biết ý của ngươi như nào. Đại trưởng lão cười nói.
Sở Lăng Tiêu mặt âm trầm, trong lòng dầu dỉ tới cực điểm, đáp ứng cũng không được, không đáp ứng cũng không được. Lấy thiên phú Sở Linh Nhi, đảm nhiệm người thừa kế thần dược các đó là tự nhiên không có vấn đề, nhưng mấu chốt là Sở Linh Nhi cũng không thuộc về Sở gia, nàng chân chính gọi Tiêu Linh Nhi. Đại trưởng lão nếu nói như vậy, trở về cùng đại trưởng lão lại thảo luận một chút. Sở Lăng Tiêu hồi lâu nghĩ đến một cái đối sách, trên thực tế, toàn bộ Sở gia cũng liền bọn hắn nói mà thôi. Cũng tốt. Đại trưởng lão gật đầu, hắn chỉ cần cho một cái ý tứ mà thôi, thật sự là Sở Linh Nhi thiên phú quá mạnh. Sở Linh Nhi ngược lại là lơ đễnh, hướng về phía Tiêu Phàm cười cười, liền hướng lấy nơi xa bay đi, hai người trước công chúng phía dưới vẫn là không có cho thấy quan hệ. Sở Vân Phi nhìn thấy Sở Linh Nhi hướng về bên này cười một cái, hắn còn tưởng rằng Sở Linh Nhi là chào phúng hắn, sắc mặt càng thêm khó nhìn, gân xanh trên trán ngọ nguậy, thiếu chút nữa thì muốn nổ tung. Sở đại thiếu, chỉ có một chỗ cuối cùng, người còn có dám theo ta cược hay không? Thanh âm Tiêu Phàm tiếp tục vang lên, hắn còn muốn lừa Sở Vân Phi một cái, bất quá còn nhìn chư thánh có cho mặt mũi hay không. Sở Vân Phi khẽ cắn môi, phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời chính là không dám mở miệng. Đột nhiên, một vệt sáng từ vạn thánh dược các phương vãi xuống, xông thẳng trong đám người. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó khinh thường nhìn Sở Vân Phi nói, liền biết rõ ngươi là sợ. Cược thì cược, ta sợ ngươi sao? Sở Vân Phi bị kích không được, lập tức thốt ra. Nhưng mà vừa dứt lời, Sở Vân Phi lại trong nháy mắt rớt xuống đất, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, trong miệng càng phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối đen, thiếu chút nữa thì hôn mê. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 62.